Kem thanh xuân chờ bạn. Vi khuẩn xuất hiện xung quanh chúng ta là nguồn lây bệnh chính cho mọi thành viên trong gia đình. Hãy hành động ngay bằng những điều nhỏ nhất. Sữa rửa tay Econova diệt đến 99% vi khuẩn chỉ sau 10 giây. Thành phần Lilalun giúp mềm mại da tay và tạo cảm giác thư giãn thoải mái cho người sử dụng. Bảo vệ gia đình bạn tức thì trước nguồn lây bệnh nguy hiểm mà mắt thường không nhìn thấy. Sản phẩm được kiểm nghiệm an toàn bởi Nghị viện châu Âu, thích hợp dùng cho trẻ nhỏ và những người có làn da nhạy cảm. Sữa rửa tay Econova kháng khuẩn mạnh mẽ, sức khỏe an toàn. Dầu mỡ ngậm thức ăn bám dính trên bát đĩa khiến bạn đau đầu. Từ mong muốn đến giải pháp rửa chén bằng sạch lòng, công ty Thụ Thái chúng tôi đã đưa ra thị trường nước rửa chén tông dừa Econova với chiết xuất từ quả ô liu và thành phần glycerin thực vật, làm sạch các vết dầu mỡ và diệt khuẩn trên tất cả bát đĩa và dụng cụ nấu nướng. Nhờ những thành phần làm sạch từ gốc thực vật, nước rửa chén tông dừa Econova hoàn toàn thân thiện với môi trường và mềm mại với da tay. Sản phẩm sử dụng công nghệ bọc mềm giúp khóa bọc đa điểm, không gây tốn nước khi rửa, tiết kiệm tối đa thời gian dọn rửa bát cho cả gia đình. Đặc biệt, nước rửa chén Econova và rất an toàn, có thể sử dụng để rửa bề mặt củ quả. Rồi, xin chào tất cả các anh chị hiện tại đang có mặt trong Zoom trưa nay của nhà Phú Thái các anh chị. Cả nhà nhà mình đã ăn cơm chưa các anh chị ơi? Nếu như mà ăn cơm rồi comment gen số 1, còn chưa thì comment gen số 0 nha các anh chị. Đề nghị là bạn host của chương trình phải kiểm tra lại thiết bị của mình làm sao buổi Zoom nào cũng bị tình trạng là chiếu Zoom, chiếu video và một là không có tiếng, hai là đứng hình như vậy. Kiểm tra lại thiết bị nha cả nha bạn host. Rồi ok các anh chị nhà mình, ồ cũng có khá khá các anh chị là mình chưa ăn cơm đúng không ạ? Rồi, à mình lại tưởng máy mình bị đơ, không phải đơ đâu do bên phía host đấy chị. Rồi ok các anh chị, các anh chị giúp em một cái việc đấy là mọi người có thể là copy cho em cái đường link này về gửi về cho đồng đội của mình giúp em nhé. Đặc biệt là những anh chị ở trong cái nhóm livestream của bên nhãn hàng Phú Thái các anh chị, để các anh chị mình vào Zoom học buổi hôm nay sẽ là một cái kiến thức hoàn toàn khác so với buổi hôm trước đúng không ạ? Thì các anh chị nhà mình hiện tại đang ngồi đây là 18 anh chị. Các anh chị nhà mình từ cái hôm mà bắt đầu cái chuỗi livestream này, các anh chị nhà mình đã livestream chưa ạ? Có anh chị nào mà chưa livestream không ạ? Có anh chị nào chưa livestream thì comment cho em số 0 đi ạ. Comment cho em số 0 nếu như các anh chị mình chưa livestream ạ. À, chị Nguyễn Như Nguyệt, sao mình vẫn chưa livestream vậy chị? Chương trình của chúng ta là bắt đầu, đây đợi em một xíu, em sẽ share cái slide này cho các anh chị. Chương trình của chúng ta là bắt đầu từ hôm mùng 8 tháng 7 đúng không ạ? Từ hôm mùng 8 tháng 7 có đúng không cả nhà? Đợi em một xíu. Cái chương trình của mình là bắt đầu từ hôm mùng 8 tháng 7, là kích hoạt từ cái ngày hôm đấy rồi đúng không ạ? Mà tại sao một số anh chị vẫn chưa làm nhỉ, vẫn chưa livestream nhỉ? Nếu như mình mà chưa livestream ấy là mình đang để lỡ cơ hội đấy nha các anh chị. À, chương trình của mình bắt đầu từ 18 giờ ngày mùng 9 tháng 7 các anh chị. Bắt đầu từ 18 giờ ngày mùng 9 tháng 7 nha các anh chị. Những anh chị mà ấn số 0 ấy, sao mình lại chưa livestream vậy nhỉ? Các anh chị đang đi làm mà. Rồi ok, đợi em xíu, em đang có sự cố một chút về cái slide của em. Mọi người thấy slide của em chưa ạ? À, chị like rồi, chưa tự tin trước ống kính em ạ. Chị Nguyễn Như Nguyệt chưa tự tin trước ống kính là mình phải like nhiều lên chị. À, một trong những cái yếu tố để mà giúp các anh chị tự tin trước ống kính đấy là mình phải like thật nhiều lên. Like nhiều lên một lần đầu tiên là mình sẽ ngại đấy. Nhưng bắt đầu từ những cái lần sau ấy, các anh chị sẽ có cái độ tự tin nó sẽ tăng dần nha các anh chị. Độ tự tin nó sẽ tăng dần và chắc là lát nữa sẽ nhờ huấn luyện viên Đào Hương, huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương sẽ hỗ trợ thêm cho các anh chị, để cho các anh chị có gọi là có thêm động lực cũng như là tự tin hơn để mình livestream nhé. À chị like tốt rồi, tốt lắm rồi rồi em, chúc mừng chị Kim Phượng này. Ngày 12 có chương trình mua đơn hàng được tặng qua may dự, mã quay dự thưởng vào trưa 18 luôn. Đúng rồi chị nhé, trưa ngày thứ năm tuần này là sẽ quay cái chương trình quay số cho những anh chị mà mình có đơn hàng từ 500k trong ngày 12 tháng 7 vừa rồi nha các anh chị. Cứ mở máy là quên lời. Ok các anh chị, thì lát nữa huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương sẽ hỗ trợ các anh chị nhá. Và theo cái lịch ý, thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi đến buổi 2, là buổi thực chiến livestream vạn đơn cùng với Econova. Được chưa ạ? Buổi hôm trước là chúng ta đã được học về lý thuyết rồi đúng không ạ? Các anh chị sẽ được học về cái kịch bản để các anh chị có thể livestream đa nền tảng cùng với Econova rồi, cũng như là những cái tầm nhìn là huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương đã chia sẻ với các anh chị rồi, tầm quan trọng của việc là chúng ta để mà chúng ta có thể ra đơn, ra được doanh số thì chúng ta nên livestream đúng không ạ? Livestream bây giờ là xu hướng rồi các anh chị. Thế thì trong cái buổi ngày hôm nay thì huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương sẽ hướng dẫn, tức là đi cụ thể về cái việc là thực chiến livestream ra đơn với Ecova như thế nào nha các anh chị. Thế nên là các anh chị hãy copy cho em cái đường link này gửi về cho đồng đội của mình đi ạ. Gửi về cho đồng đội và gửi vào cái nhóm
Đồng hành cam kết live stream với các anh chị để cho các anh chị nhà mình vào nhé. Từ một số anh chị có lẽ là 12 giờ bắt đầu mới mới gọi là kết thúc công việc đúng không ạ? Mới được nghỉ trưa. Rồi có video lưu buổi 1 không ạ? Có nhá các anh chị, có video lưu buổi 1. Các anh chị vào trong cái nhóm live stream. Bạn Hot gửi lên cho các anh chị cái nhóm live stream ấy để các anh chị tham gia vào đó. Thì khi mà tham gia vào đó thì các anh chị sẽ nhận được những cái tài liệu cũng như là những cái buổi học các bạn sẽ gửi lên đó cho các anh chị nhé. Rồi ok. Cái phần live stream trên TikTok có bị vi phạm không thì lát nữa nhờ huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương hỗ trợ các anh chị này. Rồi, và các anh chị nhà mình lưu ý cho em những anh chị nào mà mình chưa biết về cái chương trình cuộc thi tìm kiếm chiến thần live stream của bên nhãn hàng Ecolova ấy thì các anh chị hãy follow cho em cái banner này nhé. Và tất cả những cái thông tin về banner này cũng đã được gửi ở trong cái nhóm live stream rồi. Thì các anh chị tham gia vào đó để nắm được cái thể lệ của chương trình cũng như là hiện tại chúng ta đang có những cái giải thưởng vô cùng hấp dẫn dành cho cái chương trình này, đúng không ạ? Đây là cái đôi phần em chia sẻ về cái chương trình của chúng ta. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được học buổi 2 nhá. Và trước khi đến với huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương cũng như là đi vào chương trình chính thì em ngày hôm nay em rất là mong muốn là mời lên đây một đối tác kinh doanh của bên nhãn hàng Phú Thái. Thực ra chị kinh doanh rất là nhiều line hàng và em được biết và cũng đã được gặp chị ở ngoài rồi. Rất là xinh đẹp các anh chị, rất là xinh đẹp và đặc biệt là best seller của rất nhiều nhãn hàng. Thì ngày hôm nay em cũng xin phép là được mời lên đây chị Jenny Nguyễn, anh gọi là chị Huệ đó. Thì chị sẽ giao lưu cùng với chúng ta và chị Jenny Nguyễn là M1 nha các anh chị, M mentor 1 sao. Chị sẽ giao lưu cùng với chúng ta để cho các anh chị nhà mình được nghe cái câu chuyện của chị Jenny Nguyễn để biết là chị có cơ duyên như nào mà có cái sự thích thú với line hàng Ecolova cũng như là với Phú Thái đúng không ạ? Rồi em cảm ơn chị, em mời chị Jenny Nguyễn ạ. Dạ, xin cảm ơn giám đốc em Luyến xinh đẹp, thực sự rất là ngưỡng mộ. Em xin phép được gửi lời chào đến toàn thể các cô chú, anh chị em có mặt trong buổi Zoom trưa ngày hôm nay. Cả nhà cho em test mic một chút là nhà mình đã nghe rõ được giọng của Jenny chưa ạ? Nếu mà rõ thì có thể tương tác dùm cho Jenny, nếu mà nhỏ thì để Jenny sẽ điều chỉnh một chút ạ. Thì em cũng xin được chia sẻ với lại xin được chia sẻ với lại toàn thể tất cả cô chú, anh chị em về cái trải nghiệm khi vừa giáo vừa sinh. Cảm ơn chị Luyến. Cảm ơn Luyến. Chị Đào Hương, chị Jenny năng lượng, cảm ơn chị Hương, cảm ơn các anh chị em chúng ta đã tương tác cùng với Jenny. Buổi trưa ngày hôm nay thì em lên đây với một cái thời lượng ngắn cho nên là em cũng xin phép chia sẻ nhanh các anh chị. Thì ban nãy chị Luyến cũng đã giới thiệu về bản thân em rồi, thì em thì hiện tại bây giờ là M1 của thuộc team sếp Linh Nguyễn. Mà sếp Linh Nguyễn thì là đi với cái line hàng nhà Phú Thái cực kỳ là đỉnh của đỉnh rồi, bởi vì là đối với line hàng của nhà Phú Thái thì hiện tại bây giờ là các sản phẩm thì em cũng đã trải nghiệm mà cơ số, kể cả nước ngâm rau củ rồi là cọ bồn cầu rồi là nước giặt đó. Thì đối với lại team của em, mọi người cũng rất là mến mộ cái line hàng của nhà Phú Thái, khen là nước toàn những các sản phẩm là sinh học đó. Thì em xin phép là đầu tiên là em được chia sẻ về cái trải nghiệm của em, cơ duyên khi mà em biết đến cái sản phẩm cọ tẩy rửa bồn cầu đó. Hôm nay cũng gần hết rồi, đang chuẩn bị định đặt combo ba em đấy ạ. Thì đối với cái em nước cọ rửa bồn cầu này thì thực tế là cái thời điểm mà thời gian mà em mang bầu ấy, là lúc bấy giờ ấy, tại vì là bình thường thi thoảng có những các loại kia nó không sạch mà dùng những các cái loại đấy là em phải đeo vào khẩu trang này, găng tay này. Mà lúc bấy giờ mang bầu, hôm ông chồng em mới soi được là đi cọ nhà vệ sinh rồi là đi cọ chỗ bếp, thế là em mới đeo khẩu trang, đeo găng tay và ông quát ông mắng là tối hôm trước là em đã chưa cọ được là phải bỏ dở đấy rồi. Tức là vì cái tính là mình đã làm cái gì mà không làm xong là em hơi bị ngứa ngáy, thì tối hôm trước là bị chồng mắng, ông soi được là ông mắng, ông bảo bầu bí không có dọn bằng những cái đấy tại vì mùi hóa chất. Và mỗi một lần em lấy cái chai nước cọ bồn cầu, nước cọ nhà tắm ở các cái sản phẩm cũ mà em dùng là em bị sộc cái khói đấy lên, mà còn đôi khi là em sẽ bị ngạt thở ấy. Không biết là các anh chị có bị cái cảm giác là mình dùng những các cái nước cọ bồn cầu của các hãng khác mình bị cái khói nó sộc lên và có thể là mình sẽ bị khó chịu hoặc là ho sặc sụa lên không ạ? Em thì là em bị cái cảm giác đấy. Thế cho nên là cái thời điểm bầu là anh chồng em không cho cái tốn đấy, anh không cho làm. Thì em ngứa ngáy quá, đến hôm sau là anh đi làm là ở nhà ban ngày em đeo găng tay, đeo khẩu trang vào để em làm tiếp. Thế nhưng mà khi mà em mới sực quên ra, nhớ ra rằng là mình đã có một cái chai cọ bồn cầu của nhà Phú Thái ở nhà, thì em mới bắt đầu là em lôi ra. Thì lúc đầu tiên là em cũng mới hé hé, ông chồng em bảo là không cho làm mà, thì em mới hé hé là em bảo không đeo khẩu trang xem như thế nào. Thì bắt đầu là thấy cái mùi nó mùi thơm rất là dễ chịu các anh chị, dùng cái chai nước cọ bồn cầu của nhà Phú Thái, mùi của nó rất là dễ chịu, mùi dịu nhẹ này, dễ chịu này. Sau đó là em bỏ khẩu trang
răng ra vã vào đầu. Em bảo là mùi như thế này thì không có ảnh hưởng gì cả, không thấy bị làm sao, như các cái loại kia là em phải mở toang cửa nhà tắm, mở cả cửa trên phòng phòng ra để nó thông thoáng lưu khí, và không dám cho các bạn nhỏ vào trong nhà khi mà em xịt những các cái loại nước cọ bồn cầu khác cơ, bởi vì vào là sẽ bị mùi đó. Thế thì khi mà em dùng cái này là bắt đầu em mân mê, là chị Hương là em mê tẩy rửa, em bắt đầu em mê em mân mê là em bỏ khẩu trang dần dần, sau đó là em thấy mùi thơm đó, em thấy mùi thơm là em bắt đầu là em bỏ hẳn khẩu trang ra, em tháo bỏ găng tay ra, thì bắt đầu là em lấy cái đấy, cái này em xịt lên trên cái bồn labo, cái bồn rửa mặt đấy, là em bắt đầu đánh lên trên cái tay cầm của cái cần gạt bộ cái vòi, sau đó là em đánh ở bên dưới, tại em thấy rằng là ủa sao mà có một cái loại mà đúng thật sự bây giờ 37 năm chưa bao giờ gặp được một cái loại mà gọi là nước cọ bồn cầu rồi cọ nhà tắm mà nó lại thơm và nó lại an toàn đến mức độ là dám dùng dùng tay trực tiếp để cọ, mà sau đó là lấy tay rửa vào cũng không có vấn đề, không có xi nhê gì cả. Thế thì từ khi đấy mà em phát hiện ra rằng là à, cái tẩy bồn cầu này thực sự là nó rất là an toàn, thì là coi như là bầu bí vẫn làm được như bình thường mà không có phải mang đến cái gọi là khẩu trang hay là găng tay như trước kia. Trước kia là định cọ nhà tắm, định cọ bồn bếp là phải mang khẩu trang, mang găng tay, nhưng mà đối với cái này thì bây giờ thậm chí là thi thoảng là em cứ xả ra là nó cũng chả bẩn lắm ấy, là em cứ xả ra cho nó thơm ấy, bởi vì cái chai này nó có cái mùi thơm rất là dịu nhẹ và làm cho cái phòng nhà tắm mình nó được thông thoáng, nó đỡ cái mùi của cái nhà tắm ấy. Đó thì không biết là các anh chị có thấy cái cảm giác của các anh chị có giống như của Jenny không, nhưng mà đối với đúng thật sự là 37 năm đến bây giờ thì Jenny mới phát hiện được ra có một cái loại mà tẩy nhà vệ sinh nó lại thực sự là nó lại dễ dễ sử dụng và nó lại an toàn như vậy. Cho vào trên cái nắp bồn cầu này, cho vào trên cái thành bồn cầu, chỉ có tại vì ngày thường xuyên là mình hay 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 dùng á, mình hay dùng cho nên nó cũng không có bị bẩn, nhà em nó không có bị bẩn lắm thì mình cho vào và em cọ luôn. Còn những cái vết mà nó bị lâu lắm rồi thì cho vào khoảng tầm độ nếu mà 10 cho đến 15 phút thì chúng ta cọ đi thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà như này thì em dùng là em thấy là đánh giá điểm 10 không có nhưng so với cái sản phẩm này thật. Thực ra là nói là có em cũng chia sẻ, khách thì cũng bảo là úi trời ơi bình thường chị mua ở ngoài kia có mấy chục ngàn thôi à. Đó, thế nhưng mà khi mà em chia sẻ cái này mọi người bảo trời hơn 100 ngàn, em bảo hơn 100 ngàn, nhưng mà em nói hỏi thật chị là hơn 100 ngàn, nhưng mà chị yên tâm đến cái mức độ là nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe hay là đến cái việc là chị có mà cọ bằng cái kia đến mà bắt đầu bước vào cái thôi là phải bịt kín khẩu trang, thậm chí còn ngưng thở trong cái quá trình mà khi mà mình cọ bằng những cái kia, bởi vì trước đây là em chưa tìm được là em phải dùng những cái loại kia, em rất là hãi luôn. Đó thì em cũng xin phép chia sẻ với các anh chị là cái trải nghiệm của Jenny khi mà dùng cái chai này. Thứ nhất là nó sạch sạch một cách không phải là nó là một cái chất tẩy rửa, cho nên là em rất là yên tâm, nó cũng không bị hại đến cái men men của các thiết bị nhà vệ sinh nhà mình. Thứ hai nữa là mùi thơm của nó rất là dịu nhẹ và làm cho cái phòng nhà vệ sinh của mình nó thông thoảng. Thứ ba nữa là thực sự là an tâm, không có bao giờ phải liên quan đến cái việc là tìm khẩu trang hay là đi tìm găng tay khi mà bắt đầu đi cọ rửa nhà vệ sinh. Bầu bí em vẫn còn dùng được luôn ấy. Đó, thêm nữa là dùng cái này là thường xuyên mình cọ tẩy thì mình cọ 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 tẩy đi nó rất là sạch. Còn nếu mà cái vết nào mà nó cứng đầu hơn thì các anh chị em chúng ta có thể là để khoảng 10 15 phút là chúng ta quay trở lại và chia sẻ cái này, thì chắc chắn rằng nó sẽ là một cái sản phẩm mà không có nhà ai là không cọ nhà bồn cầu đúng không các anh chị em, cho nên nó sẽ là cái sản phẩm mà tiếp cận đối với lại mọi gia đình được. Nhà người ta bảo thôi chị không có đâu, đối với những không chị không dùng đâu đối với những sản phẩm khác, nhưng đối với cái sản phẩm này chẳng lẽ nhà người ta không đi vệ sinh, chẳng lẽ nhà người ta không cọ, nói khó lắm chẳng lẽ người ta lại không mở hàng cho mình, không trải nghiệm cho mình được cái tip này và cái chai này, và cái chai này sẽ là cái cầu nối để chúng ta ra được những cái sản phẩm khác. Đó thì xin phép cả nhà cho em thêm 2 phút nữa đúng không ạ? Là bởi vì là em cũng được trong cái đợt livestream cùng với lại chị Đào Đào Hương là Jenny có được ở bên Phú Thái tặng cho Jenny là 4 can hay là 3 can Jenny không nhớ lắm nữa, 4 can hay 3 can cái nước giặt này. Cái nước giặt này thì lại cái đợt đó là mới ra nước giặt 2 trong 1 cái thế hệ mới này cơ đó, thế cho nên là Jenny dùng là Jenny để dành các anh chị hồi đó là đang bầu và chưa hết cái nước giặt cũ và để dành đến khi mà sinh em bé, thì Jenny trải nghiệm là đối với giặt tất cả quần áo thì các con bảo là ôi sao nó thơm ấy, cái nước giặt này nó thơm thế nhỉ mẹ nhỉ, và em ưu tiên hơn cho cái bạn nhỏ là em giặt riêng quần áo của bạn ấy riêng và giặt riêng cái mớ khăn khăn sữa ấy, cái khăn xô sữa ấy. Là bình thường là em thấy rằng nếu như mà giặt cái khăn sữa đó mà mình sẽ dùng các nước giặt khác và mình phơi ra ngoài nắng, bởi vì nắng bây giờ nó rất là nắng to thì cái khăn nó khô xong là nó sẽ thường nó bị cứng và nó sẽ bị nhàu lại đúng không ạ?
Thế nhưng mà khi mà em ngâm bằng cái nước giặt của nhà Phú Thái này này, cái loại này thì là nước 2 trong 1 ấy, thì là em ngâm xong đấy là em giặt phơi ra ngoài nắng thì nó phẳng phiu cái khăn mà nó không bị rúng, không bị cứng luôn. Và quần áo của bạn bé này thì các anh chị bế vào thì bạn anh nhà em thì cũng không hay để ý gì đâu, nhưng mà bế vào em cứ hít hà và ôi ôi sao mà thơm thế. Quần áo của con thì đương nhiên là bây giờ các con nó không có bẩn lắm nên em cũng chưa nói gì đến cái mức độ là sạch hay bẩn ở đấy, nhưng mà em trải nghiệm được là thấy nó mềm vải này, thấy nó thơm này, và dùng là hoàn toàn là em không phải đeo găng tay nữa. Đó thì cũng xin phép được chia sẻ đến cô chú, đến anh chị em cái trải nghiệm của họ Jenny về cái sản phẩm nhập Phú Thái như vậy ạ. Em xin phép là kết thúc tại đây ạ. Dạ rồi ạ, em cảm ơn chị Jenny Nguyễn rất rất là nhiều các anh chị. Cả nhà này mình thấy cái phần chia sẻ của chị Jenny Nguyễn có đáng yêu không ạ? Rất là chân thành các anh chị. Chị Jenny Nguyễn là em được gặp chị Jenny Nguyễn là từ cái thời mà chị Nguyễn còn đang bầu, hai chị em gặp nhau ở bên Hồng Kông các anh chị. Gặp nhau ở bên Hồng Kông và ngày đấy là chị Jenny Nguyễn là gọi là đối tác bán hàng xuất sắc ở bên nhãn hàng Puna Choi. Đó, hai chị em gặp nhau ở bên đó và thật sự là chia sẻ với chị Jenny Nguyễn là ấn tượng của em về chị Nguyễn ấy là một bà bầu rất là dễ thương, rất là cute, rất là xinh đẹp và đặc biệt là vô cùng năng lượng các anh chị. Bà ấy bầu và bà ấy khỏe lắm các anh chị. Bà ấy đi khắp nơi luôn mà khỏe cực kỳ luôn, tức là em cảm giác còn khỏe hơn cả em các anh chị. Và ngay sau hôm ngày hôm nay thì em có nghe cái phần chia sẻ của chị Nguyễn ấy, là chị Jenny Nguyễn là chị chồng là không cho sử dụng các cái sản phẩm tẩy rửa nhà vệ sinh đúng không ạ? Bởi vì là thấy là vợ đang bầu nên rất là lo lắng cho sức khỏe của vợ. Nhưng mà chị khi mà chị sử dụng chị có những cái ngạc nhiên vô cùng. Thế thì em cũng xin chia sẻ với các anh chị là ngoài cái sản phẩm tẩy rửa và nước giặt mà chị Jenny Nguyễn vừa chia sẻ với các anh chị ấy, thì còn rất nhiều các cái dòng sản phẩm khác trong cái line hàng Econova là những cái dòng sản phẩm mà được khách hàng feedback và chia sẻ nó rất là khác biệt so với những cái dòng sản phẩm ở trên thị trường. Thế thì những anh chị nào mà mình ở trong Zoom ngày hôm nay mà các anh chị đã có cái sự trải nghiệm về tẩy rửa VKC hay hoặc là nước giặt hay hoặc là những cái sản phẩm khác trong line hàng Econova, các anh chị có cái sự trải nghiệm rồi thì các anh chị hãy comment cho em những cái feedback của mình lên trên phần khung chat cho em được không các anh chị? Hiện tại là hơn 50 anh chị rồi, gần 60 anh chị rồi. Comment cho em một cái tín hiệu nào đó đi ạ. Comment giúp em một cái lời feedback về những cái dòng sản phẩm Econova. Anh chị nào dùng nước rửa chén thì comment cho em nước rửa chén, và anh chị nào đang dùng tẩy rửa, đang dùng nước giặt có sự trải nghiệm với sản phẩm rồi thì comment cho em những cái lời feedback trong phần khung chat đi ạ. Bởi vì là nếu như chương trình buổi trưa hôm nay là một cái buổi thực chiến nha các anh chị. Nếu như các anh chị nhà mình mà im lặng, các anh chị không comment từ nãy đến giờ, em thấy là các anh chị nhà mình đang im lặng, không comment mấy các anh chị. Nếu như mà không comment mấy là lát nữa vào thực chiến là ngủ gật hết lượt với nhau nhá, là huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương là cũng ngủ gật luôn đấy. Là em không 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 cam đoan, không cam kết được cái điều đấy đâu ạ. Rồi, ok các anh chị nhà mình. Ở bên trên em thấy có anh Vũ Thế Minh có hỏi là bồn cầu bị tắc sử dụng hiệu quả không em? Thì đây là sản phẩm là nước tẩy rửa nhà vệ sinh. Nó sẽ sử dụng để tẩy rửa các cái thiết bị trong nhà vệ sinh nhà mình chứ không phải là thông cống nha các anh chị. Nó không phải là bột thông cống, nó không phải là nước thông cống. Nên nếu như bị tắc thì mình vui lòng sử dụng cho em những cái dòng sản phẩm mà có cái tác dụng là thông tắc cống được chưa ạ? Còn cái sản phẩm này nó không phải là sản phẩm thông cống được chưa ạ? Rồi ok các anh chị, cảm ơn các anh chị mình đã comment. Và ngay sau đây thì không để các anh chị chờ đợi lâu nữa. Rồi, đấy, bây giờ bắt đầu mình thấy các anh chị nhà mình comment nhiều này. Rồi, cảm ơn, biết ơn các anh chị nhà mình rất rất là nhiều. Và nhờ bạn 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 trợ lý có thể là chụp lại các cái feedback được của các anh chị và gửi lên trên nhóm của nhà Phú Thái để chúng ta làm tư liệu được không ạ? Bởi đây là những cái lời feedback gọi là vô cùng chân thành của các anh chị nhà mình. Rồi, cảm ơn các anh chị nhà mình rất là nhiều. Và ngay sau đây thì không để các anh chị nhà mình chờ đợi lâu nữa, thì cả nhà mình hãy gửi giúp em những cái tràng pháo hoa, pháo tim lên trên phần khung chat để cảm ơn chị Jenny Nguyễn. Để cảm ơn chị Jenny Nguyễn cũng như là chúng ta sẽ chào đón huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương được không các anh chị nhà mình. Rồi cảm ơn các anh chị nhà mình ạ. Chị em mà thấy các anh chị ít comment này em nghĩ hôm nay em si dở lắm đấy các anh chị. Rồi ok, ngay sau đây thì xin phép được mời huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương sẽ lên chia sẻ cho chúng ta cái buổi ngày hôm nay là buổi thực chiến các anh chị. Tương tác nhiều nha các anh chị. Rồi xin phép mời huấn luyện viên nhãn hàng Đào Hương ạ. Vâng, em cảm ơn chị Luyến, Phó Giám đốc của Thái đã cho em một cái phần PR đấy ạ. Cảm ơn chị Jenny đã chia sẻ với tất cả các anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đã có cái cảm nhận và cảm ơn tất cả các feedback của tất cả các anh chị. Mọi người đã gửi vào trong khung chat những cái cảm nhận của tất cả các anh chị. Và một lần nữa là rất là cảm ơn các anh chị cũng đã năng lượng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và em muốn nhìn nhận được cái năng lượng các anh chị hơn. Thật sự là em nói thật mọi người là hôm nay là sức khỏe của em không được tốt lắm đâu. Nhưng mà khi mà ngồi đây nhìn thấy chị Jenny, nhìn chị Luyến, nhìn các anh chị là tự nhiên mình lại phải có động lực hơn. Và giống như là tất cả các anh chị có nói là chưa dám livestream với các anh chị, thì khi mà các anh chị đứng trước một cái màn hình điện thoại cũng như đứng trước tất cả mọi người thì tự khắc bản thân chúng ta phải có năng lượng đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các chị rất là nhiều. Em chắc là chị Luyến có giới thiệu rồi và tất cả các anh chị cũng đã
chúng ta cùng theo cái chuỗi của chiến thần livestream của Phú Thái Econova, đặc biệt là Econova. Đến buổi hôm nay là buổi thứ hai đúng không các anh chị? Trong cái tuần thứ hai trong tháng 7, chúng ta sẽ là tháng cuối cùng của giai đoạn tốc chiến 90 ngày cùng Robby đúng không các anh chị? Và nếu như thật sự có thể các anh chị mà tiện ấy, thì em rất mong là các anh chị có thể bật cam hết được không ạ? Bật cam để chúng ta thể tương tác. Bởi vì là khi mà ngồi đây á, là em luôn luôn có một tâm nguyện, đó là làm thế nào để giúp cho tất cả anh chị có được những cái kết quả tốt nhất và mong muốn được nhận được cái sự tương tác của các anh chị. Bởi vì là khi mà các anh chị tương tác thì em mới lắng nghe được cái phần nỗi lòng của các anh chị, nỗi đau của các anh chị đúng không ạ? Khi mà chúng ta livestream cũng vậy, chúng ta nói những cái điều mà chúng ta có thôi, nhưng chúng ta phải tương tác với khách hàng, tương tác với điểm chạm với khách hàng, và chúng ta sẽ cần có tương tác hai chiều, thì cái phiên live của chúng ta nó cũng tương tự như các anh chị lên Zoom vậy thôi đúng không ạ? Nếu như thật sự là các anh chị đang mong muốn gì, các anh chị thể comment đúng không ạ? Tương tác tạo kiệt tác cho mọi người nhá. Đó chính là thông điệp đúng không ạ? Thông điệp, và chắc chắn rằng là sau một tuần, thật sự là em rất là chúc mừng tất cả các anh chị mà trong một tuần vừa qua mọi người đã cam kết hành động. Ở đây thì không biết là có chị Ngoan, có chị Huyền Lê, em có nốt lại đây, có chị có mấy anh, có các anh chị là những người livestream thường xuyên liên tục trong tuần vừa rồi, thì các anh chị có đang ở trong Zoom không? Các anh chị có thể là chia sẻ cái cảm nhận của mọi người không? Và chia sẻ với tất cả anh chị là hôm nay là em hỏi một chút, đó là bao nhiêu anh chị là người lần đầu tiên chúng ta tham gia vào nhóm này, vào Zoom này? Các anh chị comment số 1 đúng không ạ? Để em có thể show cho các anh chị cái kết quả tuần vừa rồi, mặc dù là có thể là so với số lượng mọi người tham gia. À, rất nhiều anh chị số 1, rất nhiều số 1. Bao nhiêu anh chị hôm nay chúng ta cam kết ạ? Cam kết sau buổi hôm nay chúng ta tiếp tục livestream. Đúng không ạ? Rất nhiều ô, một nhiều quá. Thế hôm trước là các anh chị bỏ lỡ cái buổi 1 à? Bỏ lỡ buổi 1 của Phú Thái à các anh chị? Đúng không ạ? Thì trong cái tuần vừa rồi á, thì em xem cái báo cáo đây là có rất nhiều anh chị, có cả các anh nam, đa phần là chị nữ. Anh nam cũng nhiều nhưng mà đa phần là nữ nhiều hơn, là các anh chị đã cam kết cái livestream tuần vừa rồi. Thì mọi người có muốn em show cái kết quả, các anh chị là người comment số 1, các anh chị có muốn em show cái kết quả trong cái tuần vừa rồi không ạ? Những cái đơn hàng, những cái đây em có thể share cái nhóm 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 kín của livestream này các anh chị. Hôm nay những người anh chị comment số 1 đấy, mọi người vào, mọi người hãy nhìn đây nhá. Đây chính là những kết quả của các anh chị mà đã có những đơn hàng trong tuần vừa qua mà mọi người tham gia chiến dịch livestream cùng với Phú Thái đấy mọi người. Rất là nhiều những cái đơn hàng. Đây, để em kéo lên cho mọi người. Đây có cái chị có trên này đấy ạ. Trên này. Em muốn là các anh chị thấy rằng là chúng ta làm là chúng ta có kết quả mọi người nha. Làm là kết quả. Và khi vào nhóm ấy, các anh chị không bơ vơ một mình. Không sợ là chỉ có một mình tôi like, rồi chỉ có một mình tôi xem, mà sẽ còn rất rất nhiều người sẽ đồng hành với các anh chị, đặc biệt là nhóm livestream chiến thần của Econova đúng không ạ? Và đây chính là những cái kết quả trong tuần vừa qua, có rất nhiều các anh chị đã ra đơn. Đây để em kéo lên cái phần gọi là bão đơn của một chị. Em thấy là một một buổi live thôi mà chị ra hôm đấy là các chị còn chưa báo hết kết quả đâu, chỉ là nhà cung cấp Phú Thái nhận được cái thông tin này thôi. Còn đâu cá nhân em là em đang theo dõi các anh chị trên nhóm và em muốn chia sẻ với các anh chị, mọi người thể nhìn thấy buổi livestream của chị Ngoan đúng không ạ? Chị Ngoan là một cái người mà hình như là đây là lần đầu, không biết là lần đầu không, nhưng mà cái buổi livestream của chị đấy đang tương tác rất là tốt mọi người, 96 bình luận, 9 lượt chia sẻ, và cái lần đầu tiên là 245 lượt xem, tức là đây là cái lần trực tiếp mọi người nhé, lần trực tiếp. Còn cái việc mà lúc chúng ta xem lại hay không thì con số nó sẽ còn tăng nữa. Và đây chính là kết quả trong một cái buổi livestream của chị đấy, ra được những đơn hàng như thế này. Đúng không? Các anh chị, mọi người có phấn khởi không? Mọi người có thêm động lực không ạ? Các anh chị có thêm động lực không? Và đây chính là kết quả trong một cái một buổi live của chị Ngoan. Mọi người nha, một buổi live của chị Ngoan. Đâu đó là một buổi tối thôi hay là đâu đó là một buổi trưa thôi mà các anh chị livestream mà chúng ta có được những đơn hàng đấy, chính là cái niềm tuyệt vời. Cộng doanh số thì cái này chúng ta sẽ có buổi tổng kết các anh chị nhá, cái buổi tổng kết, và em sẽ không show được cái phần doanh số này, cái đấy là sẽ thuộc về bên PDV cái. Tuy nhiên là em thấy được kết quả của anh chị đang gửi lên nhóm và muốn chia sẻ với tất cả các anh chị. Em lead được một buổi, hai buổi thôi, chưa có đơn. Thì có một điều em muốn chia sẻ với tất cả anh chị như thế này này. Trong hành trình mà chúng ta làm việc hay bất kỳ một cái công việc nào, đúng đúng không các anh chị, thì chúng ta đều có một hành trình, đó chúng ta chính là chúng ta phải gieo đúng mọi người, chúng ta phải gieo hạt, chúng ta phải nỗ lực làm. Và các anh chị ở nãy là em thấy rằng là có anh chị hỏi về live TikTok ạ, chúng ta đang livestream ở Facebook nó rất là dễ rồi, nhưng các anh chị mà live TikTok ạ, nó còn khó hơn rất là nhiều, nó còn bóp tương tác của các anh chị rất là nhiều luôn đúng không ạ?
nên là livestream Facebook. Nhưng anh chị nào là những người mới thì chúng ta hãy bắt đầu từ những cái nền tảng dễ nhất, đó chính là cái tệp khách hàng thân quen của các anh chị, đúng không ạ? Đó chính là cái gọi là cái tệp data mà các anh chị đang có sẵn, và chúng ta chỉ cần bật like lên là chúng ta làm thôi, đúng không ạ? Và khi mà các anh chị hành động ạ, chúng ta sẽ có kết quả. Và chia sẻ với mọi người là có một người thầy, đó là chính là anh không biết là mọi người có biết gọi là thầy giáo xe lăn không, thầy Lâm ấy, thầy Lâm ấy, trong khoảng tầm nửa tháng thôi là doanh số của anh đã là 30 triệu, 30 triệu sau cái quá trình mà anh livestream các anh chị ạ. Đó thì để thấy rằng là sau quá trình nỗ lực của bản thân anh, là anh kiên trì, anh liên tục làm, và đến một ngày thời điểm là anh đặt cái quả đó. Và chúng ta cũng vậy, những anh chị ngày hôm nay ngồi đây và em không chia sẻ những cái gì nó gọi là cao cấp quá, để làm sao tất cả các anh chị mọi người dễ dàng nhất để chúng ta dám bật cái livestream lên, là chúng ta chỉ hơn nhau, đó là hành động. Hành động tạo kết quả các anh chị nhé, hành động tạo kết quả, còn không hành động sẽ không có bất kỳ một kết quả nào xảy đến và cũng như diễn ra cả, đúng mọi người. Và dù chúng ta ngày hôm nay có những đơn hàng doanh số là bao nhiêu, nhưng cái kết quả đó là sự nỗ lực của chúng ta. Chúng ta nỗ lực càng nhiều, chúng ta phấn đấu càng nhiều thì cái quả của chúng ta nó sẽ càng to và càng ngọt, đúng không các anh chị? Kết quả doanh số của chúng ta sẽ càng lớn. Và ở mọi người biết rằng là trên TikTok mọi người đang like như thế nào không? Có những đơn vị nhá, người ta để cái cam kết, các anh chị cam kết là doanh số ngày hôm nay họ phải có 10 triệu. Cái phiên like của họ có thể là 2 tiếng, 4 tiếng. Đầu tiên ngày hôm nay họ like 4 tiếng chẳng hạn đi, đúng không ạ? 4 tiếng nhưng họ không đạt được con số 10 triệu, họ tiếp tục like thêm. Tiếp tục like thêm các anh chị. Làm thế nào, bằng cách nào đó trong một ngày họ chia làm nhiều ca like, và mục tiêu cuối cùng doanh số của họ là 10 triệu. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị đặt mục tiêu cho bản thân là mình là gì? Các anh chị đặt mục tiêu cho mình đó là dám bật livestream lên like. Đấy là cái mục tiêu rồi, đúng không ạ? Bao nhiêu các anh chị mong, bao nhiêu chị sẽ cam kết với mục tiêu mình. Các anh chị nha, nếu như các anh chị live trên TikTok, em nói thật mọi người là nó bóp chúng ta từ cái ngôn từ, chúng ta phải học rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Chúng ta phải có những cái sự cam kết đó, và chúng ta phải hiểu cái nền tảng mà chúng ta đi. Và em muốn rằng là ngày hôm nay ở một cái live hàng của Econova là một cái sản phẩm mà chúng ta dễ đi nhất, nhà nào cũng cần, nhà nào cũng cần phải có các anh chị ạ. Và bản thân chúng ta là những người phụ nữ, bản thân chúng ta là những ông bố bà mẹ, thì cái việc chăm sóc gia đình là việc không thể, đúng không ạ? Và khi mà gia đình của chúng ta sạch sẽ, nhà cửa chúng ta sạch sẽ, thì đó là một cách chúng ta thu hút được rất là nhiều những cái nguồn lực. Các anh chị có cảm nhận như vậy không? Và chúng ta sẽ cam kết nhé, cam kết để đi cùng với nhau hết cái chuỗi livestream này. À đúng rồi, rất là đúng rồi chị Ngoan. Đấy, chị Ngoan đang bật mí những cái bí kíp đây mọi người. Bật cái bí kíp, và một lát nữa trong cái bài chia sẻ của em cũng sẽ có phần này. Các anh chị có thể là cùng nghe em, sau đó là cùng nghe cái phần bình luận của các anh chị là người đã livestream trong cái tuần vừa rồi, mọi người đã có kết quả và các anh chị đã chia sẻ lại cái kiến thức đó. Và chỉ có hành động các anh chị, hành động sẽ ra kết quả. Và rất rất nhiều các anh chị vừa nãy là trước khi em lên này em nhận được trên nhóm là tuyệt vời quá, lại thêm một đơn nữa, tức là có một chị lần đầu tiên livestream các anh chị đã ra được thêm một đơn nữa, tức là hai đơn trong cái phiên livestream đó, mặc dù là chị live dở dang, chị live và chị đang bận, sau đó là chị phải tắt cái phiên live đó. Thì em muốn chia sẻ với tất cả các anh chị đó là chỉ có hành động tạo kết quả và cam kết tại kết quả nha mọi người nhá. Nên em muốn được nhìn thấy những cánh tay của tất cả anh chị, mọi người nhá. Những anh chị bây giờ hiện tại là 75 các anh chị đi, thì em muốn được nhìn thấy 75 cái comment của các anh chị, là các anh chị hãy cam kết với chính bản thân mình là tôi hành động đến cuối, đúng không ạ? Tôi cam kết với chuỗi livestream, đúng không ạ? Các anh chị hãy gửi một cái điều gì đó đối với chính bản thân các anh chị, chứ không phải gửi cho em, bởi vì là các anh chị livestream là các anh chị được kết quả của các anh chị mọi người nhé. Nên hãy cam kết đối với chính bản thân mình, và hãy hãy hứa với chính bản thân mình là tôi sẽ làm được cái điều đó. Bởi vì khi mà các anh chị làm thì kết quả của anh chị là người gặt, là người nhận cái kết quả đó. Và em khẳng định với các anh chị này, những anh chị mà một tuần vừa rồi mọi người dám bật cái livestream lên là các anh chị đã vượt khó nhiều rồi, và các anh chị đã có những cái năng lượng khác biệt rồi anh chị nhé, đã có những cái năng lượng hoàn toàn khác biệt rồi, chứ không phải là không, đúng không ạ? Và chị Ngoan hay là những anh chị Huyền Lê đây này, vừa thấy like xong báo lên trên nhóm này, thì các anh chị là những người mà vừa like trong tuần vừa rồi, các anh chị cảm thấy thế nào, có thể nhắn lên trên nhóm cho tất cả các anh chị mọi người cảm nhận, đúng không ạ? Tôi cam kết livestream để tạo ra bằng được kết quả rất chính xác các anh chị ạ. Và chắc chắn rằng là khi mà trong một phiên live ấy, chúng ta sẽ cần rất nhiều các yếu tố. Và em muốn chia sẻ với các anh chị là hôm vừa rồi thì chúng ta đã học về
nhiều những cái kỹ năng về livestream cũng như là kịch bản livestream rồi. Và ngày hôm nay cũng sẽ có kịch bản cho các anh chị. Và em thấy là thực ra là kịch bản thì nó là một phần quan trọng nhất là các anh chị khi mà các anh chị làm ạ. Các anh chị sẽ list ra cái điều đó và chúng ta sẽ biến nó là của mình. Giống như chị Jenny chẳng hạn, lên trên live có nói giống ai không ạ? Giống như em chẳng hạn, live lên lên Zoom có nói giống ai không? Ai là giống ai cả các anh chị nhé. Nó là ngôn từ của anh chị. Và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị thêm một cái bí kíp nữa. Thêm một cái bí kíp nữa để các anh chị có thêm được cái gọi là khi mà chúng ta bắt đầu hiểu về kịch và hiểu về sản phẩm này, chúng ta dám dám cái bật cái livestream lên này, sau đó là các anh chị sao chúng ta chuyển sang đó chính là cảm xúc. Có bao nhiêu anh chị chúng ta đi xem livestream của người khác chúng ta mua hàng bằng cảm xúc, anh chị comment số 9 giúp cho em nữa. Bao nhiêu anh chị chốt vì cảm xúc, lúc đó có thể nhu cầu của mình chưa có nhiều nhưng vì cảm xúc, ồ mình thấy rằng người này like rất là hay đúng không ạ, người này like cảm giác điểm chạm quá và bắt đầu chốt theo tương tác là chốt chốt đúng không ạ, cứ bấm thôi cho vui. Em nói là nhiều người xem like là bị nghiện và bản thân chúng ta like là cũng bị nghiện luôn đúng mọi người. À chị Thuận Lan có chia sẻ là đúng rồi, à lần đầu dám ngồi livestream trên Facebook luôn, mặc dù rất sợ nhưng rất vui vì vượt qua chính mình. À lát nữa trong cái phần ngày hôm nay em có cái phần phông cho các anh chị. Em nói thật với các anh chị nhé, những anh chị mà ngày hôm nay chúng ta chưa like bao giờ, các anh chị cứ bật like lên nghe em, bởi vì em là cái người không phải là giống như các em, chẳng phải là diễn giả cũng chẳng phải là cái người đào tạo theo góc độ đó là chuyên, gọi là giống như các trung tâm đào tạo livestream khác, mà bản thân em là đi từ chính con người mình và chúng ta ở đây đều là đối tác Robby, và em chỉ chia sẻ những cái gì mà em đã thực hành, những cái gì mà em đi cũng giống như các anh chị, đó là lần đầu tiên dám bật cái like lên, làm đầu, lần đầu tiên dám bật cái video lên, mặt mình rất là ngơ đi rồi cảm xúc của mình lúc đó không có các anh chị, lúc đó như đọc luôn. Em thề với các anh chị là có nhiều người hỏi em là tại sao mà bây giờ Hương có thể nói một cách tự tin và năng lượng thế và chia sẻ với các anh chị, đó là có những cái hành trình những lúc mà mình không khác gì một con gà gô anh chị ạ. Em nhìn em biết là ở đây có đang nhiều anh chị đang cười theo cảm xúc của em, nhưng mà em nói thật sự, nếu như các anh chị có vào Facebook của em, các anh chị tìm đến những cái bài video lần đầu tiên em quay, em chỉ đọc như đọc USP thôi, không có cái gì khác cả, nhưng chúng ta phải có những cái bước như thế đúng không? Bước dám rồi chúng ta hành động, hành động bắt đầu chúng ta mới điều chuyển cái cảm xúc đó của chúng ta, mới đưa cái cảm xúc thật của chúng ta vào được, và lúc đó là chúng ta mới có thể chốt được những cái đơn hàng lớn được. Và em nói thật với các anh chị, đến thời điểm này em đang được đề xuất với những cái, tức là những cái tập đoàn mà phải nói là họ không phải là mời mình ở góc độ đó, là họ mời mình ở góc độ quản lý luôn đấy mọi người, chứ không phải dừng lại là họ mời là đơn giản là em làm cùng với đơn vị bên anh hay chị chẳng hạn đâu, mà họ còn mời em ở những cái level cao hơn. Thì thấy rằng là khi mà các anh chị nâng cao được cái tầm thế của các anh chị ạ, các anh chị nâng cao được cái kỹ năng của anh chị lên hơn ạ, thì lúc đó cái kết quả của anh chị nó sẽ xứng đáng với sự nỗ lực của tất cả các anh chị. Và nếu như ngày hôm nay các anh chị không livestream, ngày hôm nay các anh chị không làm video, em khẳng định rằng chỉ 1 2 năm nữa thôi, AI nó sẽ làm thay tất cả các anh chị. Nếu như chúng ta không xử lý cái kỹ năng này để chúng ta sử dụng con AI đó làm công cụ cho chúng ta, thì AI nó sẽ sở hữu các anh chị và anh chị sẽ thua AI. Em khẳng định cái điều này luôn. Mọi người có cảm nhận được cái điều đó không? Bây giờ có thể rất nhiều anh chị lên trên mạng, chúng ta không biết rằng là ai là người thật nói nhưng ai là AI nói đâu, nhưng mà nếu như các anh chị mà làm ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được cái kỹ năng đó. Và đây thì em chia sẻ cái bài của em. Ôi, tự nhiên em lại không nhìn được cái phần. À, mọi người nhìn thấy bài của em không? Anh chị tương tác với em nhé. Chưa này, nên là cần năng lượng lắm ạ. Ngồi đây nói thôi nhưng phải lắng nghe được năng lượng cái chị nói nó mới lửa hơn, nó mới nhiệt hơn được. Đây sẽ là buổi livestream buổi thứ hai trong chuỗi đào tạo cùng với Phú Thái về Econova mọi người. Thì em muốn sau một cái quá trình đây em sẽ chia sẻ lại cái phần này cho các anh chị là người mới nhé, và lưu ý đối với những anh chị là người cũ livestream chúng ta hãy hãy lưu ý cái phần phần này, đó chính là sẽ có một hiện tại thì trong cái chuỗi livestream tìm kiếm chiến thần của Econova thì Phú Thái đang có những cái giải thưởng vô cùng hấp dẫn các anh chị, đó chính là một giải nhất trị giá là 4.200.000 đồng, sẽ có hai giải nhì trị giá là 200 triệu đồng, và hai giải ba là trị giá là 1 triệu đồng, và sẽ có ba giải đồng hành là trị giá là 500.000 đồng. Và lưu ý là sẽ có yêu cầu đối với giải nhất, giải nhì, giải ba, nếu như các anh chị là giải đồng hành các anh chị chỉ cần là livestream thôi, chỉ cần livestream thôi điền vào form là các anh chị sẽ được quay cái giải đồng hành đó. Còn đối với các anh chị muốn nhận giải nhất, giải nhì, giải ba thì các anh chị sẽ cần có một cái yêu cầu thể lệ, đó chính là thứ nhất là yêu cầu livestream 2 lần trên 1 tuần thì các anh chị nhé, và tối thiểu mỗi lần 30 phút. Như hôm trước em có chia sẻ rồi tại sao chúng ta phải live 30 phút, bởi vì lúc đó là Facebook
nó mới đánh giá là định dạng cái bài live của mình là ok, là chất lượng các anh chị ạ. Thứ hai này, và thứ hai là chúng ta sẽ chỉ live stream cái sản phẩm Econova trên một phiên live. Nếu như các anh chị like các sản phẩm khác kết hợp thì chúng ta sẽ lưu ý là 30 phút đầu chúng ta sẽ like về Econova mọi người nhé, đúng không? Và sẽ gắn hashtag này, rất nhiều anh chị quên cái gắn hashtag này giúp cho em này đó. Các anh chị hãy tìm sẽ vào cái phần nhóm mà chúng ta sẽ kéo lên cái phần ghim của đầu nhóm Zalo đó, và chúng ta hãy đọc lại cái tỷ lệ này một lần nữa. Và nếu như có bổ sung thì chúng ta sẽ kết hợp với các sản phẩm khác trong livestream. Livestream phải chỉ để chế độ công khai để mọi người cùng tương tác, đúng không? Và mỗi phiên livestream khi các anh chị livestream xong thì các anh chị sẽ điền vào form của ban tổ chức cũng đã ghim được trên nhóm rồi. Đấy, và tiêu chí đánh giá thì chúng ta sẽ có setup ánh sáng này, background phù hợp chu đáo sẽ 1 điểm này, linh hoạt chủ động và năng lượng trong buổi livestream sẽ là 2 điểm này, và đặc biệt là phiên livestream ra đơn sẽ là 5 điểm, và nếu như phiên livestream của chúng ta hấp dẫn nhiều tương tác và mắt xem sẽ được 2 điểm. Mọi người lưu ý giúp cho em này, có anh chị hỏi là tức là một phiên live chúng ta ra nhiều đơn đúng không, ra nhiều đơn thì tính như thế nào, thì bắt đầu như thế này mọi người, là chúng ta sẽ chỉ cần có đơn trên livestream thôi, sẽ không tính doanh số của mọi người nhé, sẽ không tính doanh số, chỉ cần tính ra đơn trên live cho mọi anh chị dễ. Từ hôm nay bắt đầu có còn kịp không? Vẫn kịp chị Ngọc Hạnh ạ, vẫn kịp. Và đây cái tiêu chí này sẽ được công bố vào buổi thứ tư của Econova, nên các anh chị hãy cùng tham gia để chúng ta đầu tháng 8 chúng ta sẽ công bố cái giải này. Đấy, còn đâu là giải đồng hành sẽ cho tất cả các anh chị, đó chính là cứ các anh chị livestream là chúng ta sẽ có một vé vay quay giải đồng hành rồi. Nên các anh chị hãy cố gắng nỗ lực nhá, nỗ lực để chúng ta sẽ cùng đi hết chuỗi, bởi vì thực ra là làm là vì mình. Cuộc đời này của chúng ta làm là vì mình trước, đã phải yêu mình, phải phấn đấu vì bản thân mình trước, rồi sau đó là chúng ta mới bắt đầu có thể làm được những cái việc lớn hơn. Và các anh chị hãy tập trung vào chính bản thân mình, chúng ta nâng cao được kỹ năng của bản thân mình lên á, thì mọi người sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ phát triển rất là nhiều, bởi vì livestream là một kỹ năng để giúp các anh chị nâng cao được cái kỹ năng phát triển bản thân này, nâng cao được kỹ năng bán hàng. Và nói thật mọi người, đến thời điểm này các anh chị thấy đăng bài còn hiệu quả không, đăng bài có người đọc không, đúng không? Bản thân chúng ta còn đang không muốn đọc nữa, còn huống chi là bảo khách hàng người ta đọc, đúng không mọi người? Nên livestream là cái lúc là điểm chạm, và làm video sẽ là điểm chạm, đúng không mọi người? Nên khi mà chúng ta mua hàng, đúng không, chúng ta mua vì chúng ta nghe, à nghe chị này nói này rất là đúng này, nghe chị này nói rất là hay này, nghe chị này cuốn hút này chẳng hạn đó, thì lúc đó chúng ta sẽ dừng lại. Và sau khi nhiều lần chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều điểm chạm với khách hàng, bởi vì livestream sẽ là kênh mà chúng ta đi bền vững nhất và dài nhất, đúng không? Tại sao bây giờ tất cả các nước họ đang livestream, nhất là Trung Quốc, họ có một cái kênh mạng xã hội của họ nội bộ đấy, họ livestream bán hàng cực đỉnh cao các anh chị đó. Đây thì em có một cái phần, đó chính là em lưu ý với tất cả anh chị trong cái tuần vừa rồi mọi người livestream là có một, hình như có một chị là chị Thảo, là trong đó không biết chị Thảo có trong trong Zoom không, là trong tuần vừa rồi là chị ấy like có để tiêu đề là liên quan đến là chữ vệ sinh mọi người, tẩy rửa vệ sinh. Em để em nhìn lại cái câu đấy cho chắc chắn đã. Chị có để cái câu đó là tẩy rửa vệ sinh ấy mọi người, thì Facebook nó đã nhắc mình, đó chính là nó mình đã bị vi phạm đấy mọi người, vi phạm ngôn từ đấy. À, chị Thảo, chị Nguyễn Thanh Thảo, chị ghi là lựa chọn xanh sống an lành cùng nước tẩy rửa nhà vệ sinh, nước rửa tay đến từ Italia. Cái từ nước tẩy rửa nhà vệ sinh ấy mọi người, cái ngôn từ ấy nó rất là quan trọng. Nên các anh chị ạ, khi mà chúng ta để tiêu đề trong cái buổi livestream đó, chúng ta không nhất thiết chúng ta phải diễn giải nó ra mọi người nhé, không nhất thiết phải diễn giải nó ra, đơn giản đó là chúng ta để một cái tiêu đề nào đó để có người ta quan tâm với mình là được, không cần phải diễn giải ra à livestream Econova sản phẩm xanh, chúng ta không cần phải 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 để một cái tiêu đề như vậy. Các anh chị có thể nói là lần đầu tiên các anh chị livestream, các anh chị để nói một cái câu từ đó là lần đầu tiên của em thôi cũng được, đúng không? Người ta tò mò, ô lần đầu tiên của em làm cái gì, là cái gì đó chẳng hạn, đúng không? Họ tò mò về cái từ đó. Hoặc là các anh chị lên lên Facebook ấy, các anh chị có thể tìm thấy Facebook của Thúy Hương mà chị bán nguyên đồ Hàn ấy. Chị có bao giờ chị đăng lề tên sản phẩm đâu, không bao giờ đăng tên sản phẩm, mà chỉ nói là California này, hay là gặp gỡ khách từ Hàn Quốc chẳng hạn này, một cái ngôn từ như đó. Cái quan trọng nhất đó là có người xem vào livestream của mình, còn vào live mình nói gì thì đấy là quyền của mình, đúng các anh chị? Nhưng mà khi mà các anh chị để một cái tiêu đề trên Facebook mà lúc đó cái tiêu đề của anh chị mà đã sai cái ngôn từ vi phạm của Facebook, là cái buổi livestream của anh chị đó là bị đánh sập, và đồng thời là nó còn khóa cái tài khoản của mình đâu đó là từ 3 đến 5 ngày cơ mọi người. À, chị Thảo đây là 6 ngày đấy. Đấy, nên là khi mà các anh chị làm nhá, là chúng ta phải
phải nắm thuật toán và nắm luật. Và đây để em chia sẻ cái đoạn này với các anh chị khi mà các anh chị muốn livestream trên Facebook. Đâu nhỉ, em có tìm cái phần đây, các anh chị cho em một chút. Các anh chị thấy có cần cái phần này không? Cần để em chia sẻ. Đúng không ạ? Các anh chị có thể lên trên mạng chúng ta gõ ra này. Thuật toán để có thể là làm trên Facebook đây ạ. Các anh chị nhá, đây này. Cái phần này này chúng ta phải nắm rõ này, cái ngôn từ mà chúng ta đăng bài, ngôn từ nó đăng bài nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta đăng bài, cái ngôn từ nó bị sai là các anh chị sẽ không được phân bổ. Cái bài chúng ta không được phê duyệt. Đúng không ạ? Nó có quy tắc này mọi người, nội dung bị cấm này. Có nhiều anh chị đăng lên là chúng ta hôm trước là em có đăng cái BBB của sếp chủ tịch của chúng ta Robby ở Nguyễn Hữu Sơn ấy, và sau khoảng 2 ngày sau Facebook nó nói với em đó là trường hợp này của bạn nó đã là bạn đang bán hàng cho bên khác chẳng hạn, đó là nó bắt đầu là nó cấm em và em kháng cự lại với nó, tức là em luận giải lại với nó, thì lúc đó là nó mở cho em cái bài đó, tức là mình phải có luận điểm, nhưng mà cái bài đó của mình biết là mình không vi phạm. Còn nếu như các anh chị mà đã vi phạm cái tiêu chuẩn này mọi người là chúng ta sẽ bị đánh sập cái bài đó nha. Nên nên là lưu ý các anh chị, nếu như ngày hôm nay mà các anh chị nắm được cái nội dung này, các anh chị lưu ý giúp cho em là cái tiêu đề khi mà chúng ta đăng bài không quá quan trọng, là chúng ta phải liệt kê nó ra cụ thể cái bài livestream của mình là gì. Bởi vì livestream bên trong là chúng ta có kịch bản nói, quan trọng các anh chị nói trong gì thôi. Còn khi mà các anh chị chỉ cần có một cái điểm tạm thu hút đó là một cái câu từ đó nó giật gân chẳng hạn, với anh chị lần đầu hay lần thứ hai, lần thứ ba làm điều đấy, lần thứ tư làm điều đấy, hay là ngày hôm nay có một cái gì đó rất là hay chẳng hạn đó, thì mình có thể là dùng cái từ đó, tức là chúng ta sẽ đánh lái đi không có nội dung bán hàng mọi người nhá. Đây, những cái phần này các anh chị giúp cho em này, tiêu chuẩn cộng đồng này, đúng không? Các sản phẩm người lớn này, không quảng cáo mua bán, tức là riêng Facebook là nó không muốn cho muốn bán hàng gì trên nó, nhưng mà mình đang là mượn nó để còn bán hàng, nên là mình phải lách. Đúng không? Đây, các chất đồ uống, đồ có cồn mọi người. Lưu ý là đây các anh chị lên trên là nếu như em sẽ gửi cái đường link này cho các anh chị vào trong nhóm nhá. Sau đó là mọi người đọc thêm nhá, đọc thêm giúp cho em để chúng ta tránh mất thời gian cái phần này. Nó không góp được cái đoạn này. Bên các anh chị vào được không? Chắc là em sẽ gửi vào trong nhóm nhóm livestream đi mọi người nhé. Em sẽ gửi vào cái phần này trong nhóm livestream mà các anh chị sẽ đọc nhé. Các anh chị sẽ đọc và để cho những anh chị nào mà chúng ta kể cả cái việc đăng bài thôi, chúng ta cũng hãy làm đúng, bởi vì Facebook không phải là chúng ta đăng lên mà nó đã quét luôn rồi mọi người, có thể là 1 2 tháng sau, mà có thể là 1 2 tuần sau, có thể 1 2 ngày sau, nên chúng ta sẽ hạn chế để tránh vi phạm, để bài của chúng ta đỡ mất tương tác mọi người nhé, đỡ mất tương tác. Các anh chị ok không ạ, đồng ý không ạ? Thì em sẽ đi qua phần này, mọi người vào đây mọi người đọc nhá, đúng không anh chị? Không thấy anh chị nào comment, không biết là mọi người có đang nghe em không. Đúng không ạ? À rồi ok, cảm ơn chị Nguyễn Long hay anh Nguyễn Long. Đây, em tiếp tục cái bài của mình. À, rất nhiều anh chị vừa nãy có nói rằng là chưa dám livestream hay là rất sợ livestream. Bao nhiêu anh chị đang sợ livestream mà sợ ống kính ạ? À? Bao nhiêu anh chị đang sợ livestream mà sợ ống kính? Các anh chị comment số 8 giúp xem nào. Em xem mọi người bao nhiêu người sợ nào. Bao nhiêu người anh chị còn sợ. Các anh chị ở buổi trưa mọi người tương tác đi nhá. À, em ngồi đây là em đang lấy hết những cái gì mà em được học, em chia sẻ với mọi người. Em nói nhanh à? À có còn nghe chưa? À vâng, may quá các anh chị còn. Sợ mọi người nữa. Rồi không sợ đâu, à chị Đông Phương không sợ đâu. Đúng rồi, em nói là không có gì phải sợ hết mọi người nhé. Giống như lần đầu tiên các anh chị ngồi Zoom các bạn. Có rất nhiều người nói rằng là chị không sợ nhưng chị không biết cách like như thế nào. Vâng, một lát nữa em sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật like. Em sẽ đi từng bước cho mọi người cho nó dễ. Cho nó dễ nhất cho mọi người nha. Like vẫn like nhưng sợ vẫn sợ, chưa chọn được kịch bản. Ok các anh chị. Like vẫn like mà sợ vẫn sợ đúng không ạ? Làm nhiều thì sẽ không sợ đâu các anh chị. Làm chưa đủ nhiều thì mới sợ thôi. Mọi người nhá, làm đủ nhiều sẽ không còn sợ nữa. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta thấy là cái kỹ năng đó là kỹ năng bình thường, đơn giản. Như mọi người có rất nhiều anh chị nhá, có nhiều kỹ năng. Tức là mọi người nói rằng làm thế nào để ra đơn được, thì em nói là chúng ta bán hàng và chúng ta livestream, chúng ta cứ là những cái gì mà các anh chị đang sống với cuộc đời của các anh chị. Chúng ta sống
hàng ngày như anh chị là như thế nào thì các anh chị lên live cũng như vậy, chỉ chẳng qua là chúng ta đang biến khách hàng offline lên khách hàng online mà thôi mọi người nhé. Biến khách hàng từ offline lên online. Có nhiều người nói rằng là sao lên livestream lại có thể tự nhiên được vậy, bởi vì chúng ta đang sống thật với chính bản thân mình. Và em rất là khuyến khích các anh chị ạ, các anh chị là ai, các anh chị lên live cứ là các anh chị, và chúng ta học, chúng ta nâng cao cái kỹ năng của mình mỗi một ngày, vẫn là mình mọi người nhé, đừng để phiên live chúng ta trên đó nó ảo mọi người, ảo mọi người. Em lý không theo kịch bản nào, đúng rồi mọi người, thực ra là cái kịch bản này các anh chị chỉ cần nốt ý thôi, đừng đừng học theo ngôn từ người khác, ngôn từ người khác khó học lắm, nhưng mà chúng ta sẽ cần học cái điểm hay, học cầm những cái mấu chốt, mọi người học cái mấu chốt để chúng ta biến về của mình. Chứ còn nói thật với các anh chị, kể cả kịch bản các vậy, có kịch bản nhưng mà các anh chị mà không đưa về văn của mình, mà các anh chị phụ thuộc vào kịch bản khi mà lên live, các anh chị chúng ta rất là bị thụ động, à tức là chúng ta bị động, cái mất bị động bởi bởi cái kịch bản đó mọi người. Và kể cả em like cũng vậy, kể em like cho Robby ấy, đúng không? Em like cho Robby cũng vậy, hay là em like trên Robby Mom cũng vậy. Mọi người có hỏi là kịch bản em chỉ gạch ý thôi, bởi vì lúc đó lên đó là mình phát triển ngôn từ, mình phát triển cảm xúc, và mình còn phải điều phối theo cái cảm xúc của mọi người trên live. Trước đấy soạn sẵn nhưng không ổn ạ. À. Đúng ạ. Đúng thật sự là chứ cái những cái ngày đầu là livestream theo kịch bản, tức là live vì là nhìn vào đó đúng không? Nhưng mà sau này khi mà mọi người làm dần và quen rồi thì lúc đó chúng ta kịch bản là của mình mọi người, bởi vì lên trên live các anh chị còn theo cảm xúc của khách hàng, không phải chúng ta bị khách hàng chi phối cảm xúc đó, nhưng gần như là chúng ta sẽ phải tương tác với khách hàng, và chúng ta sẽ phải gọi là điều phối theo cái phiên live đó mọi người, nhớ nhầm các món. Các anh chị cứ học sản phẩm kỹ, USP của sản phẩm kỹ, các anh chị lên nói không sợ đâu mọi người. Hoặc là ngày hôm nay mình có câu chuyện này đúng không, bán hàng trên livestream là các anh chị mang câu chuyện, cái công thức bán hàng đỉnh cao là bán hàng gọi là bán hàng bằng câu chuyện của mình, cái gì thật nhất của anh chị ạ. Em nói rồi, em khuyến khích các anh chị nhé, cái gì thật nhất ngày hôm nay các anh chị trải nghiệm cái gì của Econova, các anh chị mang lên live giúp cho em, bởi vì lúc đó là mình các anh chị ạ, không phải là à của Đào Hương, không phải là của chị Jenny, không phải chị của Phương Thùy, chẳng phải là của ai cả, mà là của mình đúng không ạ. Và khách người ta vui, người ta yêu quý vì mình chứ các anh chị nhá. Những cái phiên livestream người ta vì, tức là làm sao? Vì người ta thích, người ta yêu, người ta mến, và người ta thích cái cách livestream, cách chia sẻ của người đó. Đúng không? Chúng ta có tệp khách hàng với người này nhưng sẽ phù hợp với tệp khách hàng của người khác, nên không bao giờ sợ chúng ta không có khách hàng. Các anh chị ạ, à, đừng mang của em về cho các anh chị, mà các anh chị hãy học hỏi nó, nhưng các anh chị hãy biến nó là của mình. Em luôn luôn muốn nói với mọi người cái điều này, bởi vì khi chúng ta là chính mình ạ thì các anh chị sẽ làm chủ. Mình không làm chủ bản thân mình thì chúng ta sẽ chỉ là đang đi mượn mà thôi. Và livestream cũng vậy, nó sẽ là cái kỹ năng, nhưng mà các anh chị phải làm giúp cho em. Không biết bọn này mọi người có bị khó không, em chỉ muốn là truyền tải cái thông điệp của bản thân em với mọi người thôi, nhưng mà rất mong là các anh chị bật like lên. Khi các anh chị bật like lên, các anh chị sẽ vượt qua được nỗi sợ, nó không hề khó như mình đang tưởng tượng đâu ạ, nó không hề khó đâu mọi người. Chúng ta đang như thế nào ở ngoài thì chúng ta lên like chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay các anh chị chưa có kỹ năng nhấn nhá, ngày hôm nay các anh chị chưa có kỹ năng điều phối, ngày hôm nay các anh chị chưa có kỹ năng làm chủ ống kính đi, thì các anh chị cứ bật giúp cho em live stream lên, các anh chị nói những cái gì cảm thấy, thì cả không nói được ngồi cười, ôi hôm nay lần đầu tiên dám bật lên live stream nhưng mà sợ có mọi người không ạ. Tức là cái đấy cũng được các anh chị, không không phải lo là người khác cười mình, mà cái quan trọng nhất là mục tiêu các anh chị ạ. Các anh chị hãy nhắm giúp cho em là mục tiêu buổi phiên live stream của anh chị là gì các anh chị nha. Mục tiêu ngày hôm nay đó là tôi live stream về sản phẩm, và tôi hãy tập trung vào cái điều đó. Mục tiêu của tôi là live stream để tôi dám đứng trước ống kính. Đấy cũng là một cách, đúng mọi người, không cần phải so sánh gì cả. Ngày hôm nay tôi like chưa có đơn đúng không, tôi nỗ lực tiếp, tôi like một tuần xem các anh chị có dám like một tuần liên tục không. Em khẳng định là những anh chị mà like tuần vừa rồi có đơn đều là những anh chị vô cùng chăm chỉ, vô cùng đúng đủ đều, vô cùng gọi là cam kết đúng không ạ, vô cùng cam kết mọi người nhé. Không, tức là không làm thì sẽ không có, không làm thì không có. Mục tiêu livestream tự tin đứng trước ống kính, đúng rồi, chính xác. Những anh chị nào chưa dám giúp cho em là mục tiêu của chúng ta là gì, các anh chị phải đặt mục tiêu trong đầu của mình nha. Mục tiêu với mỗi người, mục tiêu nó là khác nhau, không ai là giống ai cả, thì các anh chị hãy đưa nó mục tiêu, hãy đơn giản nó nhất để các anh chị không bị sợ nhất. Và khi mà các anh chị dám làm rồi ạ thì những cái việc đó các anh chị nghĩ lúc đó các anh chị hình dung là ồ nó không hề khó như tôi đang nghĩ, bởi vì chúng ta đang nghĩ nhiều hơn chúng ta làm, và những người nghĩ nhiều thì chắc chắn là không thể làm được. Em khẳng định luôn, em là người ngày xưa như vậy, nên là bây giờ rút kinh nghiệm từ bản thân đi ngắn mọi người chia, tức là hãy học từ những người đã đi rồi, và mình rút ngắn cái quãng đường của mình lại, đừng đi lòng vòng nữa.
đừng đi lòng vòng nữa đúng mọi người. Đây ạ, thì đây cái vượt qua nỗi sợ hãi trước ống kính như này mọi người, đó chính là tâm lý đúng không? Bao nhiêu anh chị đang tâm lý, kể cả em ngồi đây em nói với anh chị, có khi nhiều anh chị có đang đang nghĩ mình là đang nghĩ mình đang còn đang tưởng tượng là nghĩ Hương nói thế này không biết là mình còn đang thấy sợ thì không chi lúc nào mà thật đúng không mọi người, đúng mọi người, chứ còn nói đây là chính là tâm lý đúng không ạ? Tâm lý nó rất là quan trọng. Đây chị Nguyễn Như người đang nói, chị đang tưởng tượng mà còn run này em Hương ạ. Anh chị ơi cứ nghe em đi, em là người đã đi từ những cái con số không, chưa biết livestream, còn không biết mở cái điện thoại lên để chụp ảnh luôn mọi người, tức là đến nỗi là em không hâm mộ việc chụp ảnh, bởi vì em là người gọi là ngày xưa em làm kế toán mọi người, nên là cái tư duy của em về con số nó rất là cứng nhắc luôn và cực kỳ cứng luôn, giống như là nếu mà để nói là mình hơi bị cổ hủ ở cái thời ngày cái lúc cách đây khoảng tầm năm 2020 đấy đấy. Nhưng mà khi mà các anh chị thấy được cái tầm quan trọng, cái giá trị của cái việc chúng ta livestream ấy, nhưng mà các anh chị sẽ vượt qua, bởi vì làm sao kế toán sống với con số nhiều quá rồi, suốt ngày chứng từ đúng không, chúng ta bị gọi là bị áp đặt bởi cái kiểu đó, nên chúng ta không có một cái hướng ngoại nhiều. Em khẳng định là ngày xưa em cũng không hướng ngoại, nhưng mà bây giờ em chuyển mà em không còn là một cái người mang cái tâm lý gọi là cũ nữa, một cái tâm lý gọi là bản thân chỉ làm cái vậy thôi, chỉ với vậy thôi, không có cái khác đúng không? Nhưng bây giờ hoàn toàn khác với các anh chị, nên các anh chị giúp cho em này, tâm lý nó rất là quan trọng và vui lòng hãy bỏ cái tôi đi, hãy bỏ cái sợ đi, không có ai sợ cả, bởi vì chỉ có mình đang sợ chính bản thân mình mà thôi, ngoài kia người ta đã biết mình làm đâu mà người ta nói gì với mình đúng không ạ? Bỏ qua những tiếng nói bên ngoài đi và hãy tập trung rằng ngày hôm nay các anh chị sẽ làm được gì, đơn giản đó là 1% ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là được. Các anh chị dám mở cái điện thoại lên các anh chị bật thôi cũng là đã tốt hơn rồi, rồi các anh chị dám nói trước ống kính rồi đã là tốt hơn rồi đúng mọi người. Chúng ta cứ làm từ những cái việc nhỏ đi, không cần phải quá là gọi là những cái đơn hàng gọi là vài chục triệu to to quá, chỉ cần đơn hàng vài trăm thôi đã là vui rồi đúng mọi người. Và Econova là cái chuỗi sản phẩm mà em tin chắc chắn rằng các anh chị đồng hành, các anh chị dám làm thường xuyên, thì các anh chị ngày yêu ngày kiểu gì các anh chị có 100.000-200.000, có thể 300.000-400.000, 500.000 là chuyện bình thường, có đơn hàng triệu luôn đúng không, thu nhập hàng triệu luôn đúng mọi người. À, livestream lên trò chuyện trực tiếp vui lắm ạ. Đúng rồi, có nhiều cách livestream mà sau này khi các anh chị còn nghiện livestream ấy, nghiện là khác nha mọi người nhé. Lúc đó là nghiện nói, người ta lại bảo ô nói nhiều thế, từ một cô kế toán đây như chị Hà đây, hay là như chị Nguyệt đây, như Nguyệt đây chẳng hạn đấy. Đấy, rất anh chị nhiều chẳng mấy khi mà nói chuyện đúng không mọi người. À, ít hướng ngoại đi. Đấy. Kết câu nói của chị, clip có mục tiêu, clip đi khi nào đặt. Đúng rồi, chính xác các anh chị. Các anh chị mà nhìn cái đội mà livestream TikTok của mọi người, là mọi người chuẩn bị kỹ lắm, tức là nha, cái mục tiêu của họ rất là rõ ràng. Họ có mục tiêu giả sử ngày hôm nay như em vừa nói 10 triệu, họ like 4 tiếng không được, họ like 6 tiếng, họ like bằng thế nào cái mục tiêu của họ là 10 triệu. Thì cái mục tiêu của mình ngày hôm nay là gì? Các anh chị cứ quay về cái mục tiêu của mình, không cần phải mục tiêu nhìn mục tiêu của ai khác cả, tập trung mục tiêu của mình nha các anh chị nhá. Tất cả quay về mục tiêu của chính bản thân mình. Đấy, khi các anh chị nhá chuẩn bị tâm lý xong này, sau đó các anh chị có chuẩn bị về sản phẩm nữa, chuẩn bị về kịch bản nữa, thì kịch bản em đã cũng có cho các anh chị, nhưng mà em rất là mong các anh chị sẽ đưa về cho các anh chị nhiều hơn. Ngoài ra là sản phẩm là các anh chị phải có nhé, bắt buộc nhé, livestream phải có sản phẩm, chứ livestream mà nói gọi là nói chay này mọi người là không có cảm xúc được. Nhiều khi mình phải demo đúng mọi người, phải demo cho khách hàng chứ. Đấy, giả sử như là đây em nói là đây, nếu như bình thường các anh chị có dám mở một cái chai nước tẩy rửa vệ sinh các anh chị ngửi không, đây em ngửi luôn, em cho ra tay luôn, em xoa luôn các anh chị. Đấy, tức là nhiều khi là mình phải cho khách hàng cảm nhận thế. Đôi khi khách hàng họ họ có thể là họ không chốt đâu, họ nghe nói là ồ tẩy rửa vệ sinh thì ở ở ngoài thị trường thiếu gì tẩy rửa vệ sinh, tôi cũng đang dùng tẩy rửa vệ sinh nhà tôi đúng không, nhưng mà làm sao khi mình cho họ cái sự tò mò đó, mình demo trên trên ra tay mình demo luôn ở trên cái livestream đó, thì họ họ cảm thấy khác luôn mọi người, khác nhá, khác luôn đấy, em nói luôn cái chị thế, khác luôn. Nên là chúng ta sẽ có sản phẩm để demo này, có kịch bản này, ok phải luyện tập trước, nếu như các anh chị nào mà mới mà chúng ta chưa chưa có nhiều kỹ năng thì các anh chị cứ tập duyệt trước, nói vui vui trước cũng được, sau đó là luyện trước đi một tí, nhưng mà đừng luyện nhiều các anh chị nha. Một cái bài gọi là một cái điều mà em rút từ chính bản thân thân em là đó là đừng có luyện nhiều quá, luyện chúng ta luyện làm sao mà nó vừa tầm vừa đủ để các anh chị không bị sợ, những người mới không bị sợ, tức là luyện nhiều quá là bản thân các anh chị sẽ cảm thấy ủa, nói mãi mà mình chẳng thấy tốt lên chẳng hạn đó đúng không. Nhưng các anh chị giúp cho em này, mình hình dung cái bài nói của mình hình dung tưởng tượng ở trong đầu, bởi vì chúng ta xác định này 10% là chúng ta đang chuẩn bị thực tế thôi, còn 90% chúng ta phải chuẩn bị ở bên trong mình, bên trong con người mình mọi người nhé. Khi mà các anh chị chuẩn bị tâm thế ở bên trong của các anh chị ạ, thì lúc đó các anh chị sẽ tự tin luôn và chúng ta sẽ làm giống như một cái người
kiến trúc sư á, khi mà họ xây một cái ngôi nhà đúng không, hay họ thiết kế, họ phải có bản thiết kế kế hoạch rồi, thì chúng ta đang hình dung và tưởng tượng cái điều đó trước rồi, luyện tập trước rồi, chuẩn bị bên trong mình trước rồi, chuẩn bị ở bên trong suy nghĩ của mình, bên trong con người mình rồi, lúc đó là các anh chị mang ra thì các anh chị sẽ cảm thấy rằng là rất là ok mọi người nhé, rất là ok cái phần đó, đúng không ạ? Các anh chị đồng ý không? Tương tác đi các anh chị, em ngồi đây là em đang nhìn từng cái tương tác của anh chị đấy. À, tiếp theo này, tương tác với ống kính tự tin này. Các anh chị ơi, có một cách bí kíp là livestream ạ. Là các anh chị nhìn em này, các anh chị nhìn em nhé, là em đang nhìn một camera của máy tính. Thì cái điều quan trọng nhất đó là khi mà livestream ạ, các anh chị giúp cho em này là hãy tập, gọi là học cách, gọi là tập cái thói quen đó là nguyên tắc tập trung. Nguyên tắc tập trung, chúng ta khi mà nhất nhất là những người mới like làm sao? Like là sợ, sợ nhìn vào ống kính, một là sợ xấu, hai là làm sao? Sợ không biết nói gì. Đúng không ạ? Sợ không biết nói gì, sợ rằng là họ đang nhìn mình như thế nào đó, đúng không ạ? Có bao nhiêu anh chị sợ không? Sợ chứ, đúng không? Giúp cho em. Có ai đâu. Họ đang nhìn mình nhưng mà mình có nhìn thấy họ đâu mà mình sợ. Đúng không ạ? Mình không nhìn thấy họ mình sợ, và giúp cho em này kỹ năng để chúng ta thực hành cái tâm lý trước ống kính này bằng cách đó là các chị cứ ngồi thẳng thoải mái lên, bởi vì cái tâm thế thoải mái nó rất là quan trọng. Khi mà các anh chị không thoải mái bên trong thì các anh chị cảm giác là mình sẽ làm sao rất là gượng gịu ấy mọi người, cảm giác là khi mà chúng ta ngồi chúng ta nói ấy, nó bị áp lực, áp lực mọi người nhé, áp lực cực kỳ luôn, tâm lý mà có thể có nhiều người tim, gọi là tâm lý tim còn đập thình thịch luôn ấy, đúng không ạ? Tim đập thình thịch. Nhưng mà như thế này, khi mà các anh chị giúp cho em này, chúng ta cứ thoải mái đã, thoải mái từ chính bản thân mình, tư thế phải thoải mái, quần áo chúng ta mặc phải thoải mái, cái trang phục, cái bối cảnh, cái không gian của chị phải thoải mái đã, đúng không ạ? Khi mà thoải mái từ chính tư thế của anh chị thì các anh chị lên livestream các anh chị thoải mái. Tiếp theo là các anh chị giúp cho em này, cứ học cách, chúng ta hãy học cách đó là nhìn vào ống kính một cách tự tin dần dần mọi người nhé. Em hơi bị cúm nên không biết ảnh hưởng các anh chị không. Tự tin dần dần, tức là nếu như ngày hôm nay nhé, các anh chị nói mà các anh chị cảm thấy rằng là việc nói của mình nó chưa hay, việc nói của mình chưa lưu loát, thì các anh chị có thể, lát nữa em sẽ giới thiệu với các anh chị những cái phần mềm để các anh chị có thể là livestream bằng máy tính, các anh chị có đọc đọc cũng được. Đấy, nhưng mà các anh chị giúp cho em này, cái kỹ năng đó chúng ta phải tập dần nha. Cái này phải tập dần mọi nhá, tập dần. Không ai like một lúc là chúng ta gọi là tự tin trước ống kính được, nhưng mà khi mà like nhiều lần các anh chị sẽ làm chủ sân khấu, làm chủ cái ống kính livestream của mình, làm chủ cái phiên livestream của mình, thì giúp cho em này, sau này khi mà các anh chị tập dần ấy, các anh chị hãy nhìn thẳng giúp cho em, đừng bao giờ nhìn ngang, đừng bao giờ nhìn sang bên trái, cũng đừng bao giờ nhìn sang bên phải, cứ nhìn thẳng ống kính giúp cho em, nhìn thẳng ống kính nha mọi người nhé. Dù chúng ta có nhìn xuống dậy, chúng ta phải đưa lên chứ, nhìn xuống lại đưa lên, chứ không nhìn xuống rồi nhìn xuống xuống hẳn đâu mọi người. Đừng nhìn sang trái rồi sang trái luôn, rồi sang phải là đứng sang phải luôn, để tránh cái ống kính là thôi rồi các anh chị mọi người nhá. Đấy ạ, tập giúp cho em đó là nhìn ống kính và tương tác với ống kính, cứ nhìn thẳng ống kính tương tác giúp cho em. Đã. Bây giờ giả sử đơn giản như bây giờ nhé, em muốn em mặc dù em làm zoom em ngồi đây em nói đấy, nếu như em không nhìn thấy tương tác của anh chị em cứ thế em nói đó đúng mọi người, nhưng mà bây giờ em ngồi này, em nhìn slide của em này, em nhìn tương tác của anh chị này, xong rồi em còn nhìn cái zoom bật cam của anh chị xem các anh chị có bật cam hay không mọi người, tức là mình phải nhìn được cái gọi là, nếu như mà trên livestream thì các anh chị chỉ cần là nhìn bản thân mình trên đó này, sau đó là mình nhìn comment của mọi người, sau đó là mình xem có ai vào livestream để mình chào họ đúng không ạ, mình hỏi thăm họ đấy, tức là phải phải có cái kỹ năng đó mọi người nha. Tiếp theo là xây dựng phong thái trên livestream thì nó sẽ có cái phần đó chính là ngôn ngữ hình thể đây mọi người đúng không, ngôn ngữ hình thể và biểu cảm khuôn mặt, thì cái phần này nó sẽ lên level một chút, và hôm trước thì các anh chị học cơ bản rồi đúng không ạ, livestream kỹ năng livestream cơ bản rồi, em hôm nay em dạy gọi là thêm cái phần gọi là cảm xúc và nâng cao hơn. À, hôm sau chúng ta sẽ đi đến demo nhiều nhiều cái kỹ năng cảm xúc trên livestream đúng không mọi người, đúng không ạ các anh chị nhá. À, thứ ba tuần tới là chúng ta sẽ lại có buổi hẹn tiếp theo này, các anh chị hãy mời đồng đội của chúng ta vào trong Zoom để học hỏi tiếp nhé. Thì cái phong thái ngôn ngữ hình thể và biểu cảm khuôn mặt này em nói về, vừa nãy em có hỏi các anh chị nó là có bao nhiêu anh chị mua hàng bởi cảm xúc, thì đây chính là cái phần này đấy các anh chị, khi mà level của các anh chị lên cao rồi, các anh chị like, lúc đó là các anh chị like và các anh chị dám nói rồi, thì chúng ta hãy, khi mà đã dám rồi mọi người nhé,
dám like, dám nói rồi chúng ta sẽ chuyển này, chuyển từ lúc trạng thái đó là từ bắt đầu nói này, nói được này, biết nói này, biết nói trên livestream này, biết làm chủ ống kính này. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang đó là chúng ta sẽ đưa body, ngôn ngữ hình thể của mình, đúng không ạ? Và biểu cảm khuôn mặt chúng ta. Giả sử em lấy ví dụ như thế này, em nói này, em nói nhé, em bắt đầu nói nhé. Đấy, đấy đấy là cũng là một phần cái kỹ năng đúng không mọi người? Anh chị ơi, tập trung nhé, tập trung giúp cho em chỗ này này. Em bắt đầu demo cho anh chị, em sẽ bắt đầu có một cái sản phẩm gọi là siêu khác biệt luôn. Các anh chị sẽ chưa nhìn thấy ở đâu có đâu, và chỉ trên phiên live này của em mới có đấy các anh chị tò mò không ạ? Các anh chị quan tâm không ạ? Tức là đấy, khi mà chúng ta đưa cái bài live chúng ta đưa kỹ năng ở trong đó, chúng ta sẽ có ngôn từ nhấn nhá. Chúng ta đã có hình thể ánh mắt này, đúng không? Chúng ta đã cảm xúc chính là cái cơ thể của chúng ta đưa vào đó. Thì lúc đó tức là họ sẽ tò mò xem là ồ, Hương này nó bảo cái sản phẩm này nó khác biệt là gì, tò mò hấp dẫn là gì chẳng hạn đó, thì họ sẽ dừng lại đoạn đó, họ xem là mình đang làm gì. Anh chị có đồng ý không ạ? Đấy, tức là những cái livestream của những cái người mà họ họ vừa bây giờ kiểu như bán máy rửa chén này, bán máy giặt này, cái thứ họ lên họ demo đập đập luôn mọi người, đúng không? Có còn nhiều thiết bị họ cho vào, họ họ có những cái thiết bị họ cho vào họ ném luôn mọi người, có thể cho người nằm nằm có khi còn nhảy lên trên đấy luôn để thử những cái mẫu như vậy. Thì đấy chính là một cái cách mà họ đưa ngôn ngữ hình thể và biểu cảm vào trong đó cũng như cảm xúc vào mọi người nha, đúng không ạ? Lại đang không thấy các anh chị tương tác phần này. À, tiếp theo mọi người, các anh chị ok không? Ok không? Bây giờ có cái phần đó chính là nhiều khi ấy, nhiều khi là không phải là cái livestream của chúng ta nó cứ suôn sẻ mãi đúng không mọi người? Không phải livestream mà chúng ta vào là có rất nhiều người người ta mang năng lượng tích cực, người ta có những comment gọi là văn hóa đúng không ạ? Nhưng có những comment gọi là hơi gây sốc một chút, dạng như kiểu có những người hơi vô duyên đấy mọi người. Hơi vô duyên đúng không ạ? Hay là có thể là có những người gọi là đối thủ của ta chẳng hạn đi. Mình bán nước tẩy rửa này nhưng họ lại khen nước tẩy rửa, họ nói là ồ cái nước tẩy rửa này thế nọ thế kia chẳng hạn. Em lấy ví dụ đấy, nhưng thực tế là mình rất là tự tin về sản phẩm của mình đúng không ạ? Nhưng mà khi mà cái kỹ năng đó là phản ứng trước comment trái chiều hoặc đường truyền của ta gặp vấn đề, đôi khi các anh chị đúng không ạ? Livestream này nhưng mà mạng lại giật giật này, rồi bị ao ra đúng không ạ? Có mà các anh chị những trường hợp này có đúng không ạ? Nên là chúng ta phải học cách đó là xử lý tình huống. Lưu ý giúp cho em này, có một cái vấn đề như thế này nha, đó chính là nếu như trong phiên live của các anh chị mà có những trường hợp nào mà comment thiếu văn hóa, tế nhị và không lịch sự, các anh chị ạ, mình hãy đối diện với họ và trả lời một cách rất là văn hóa. Mình phải xử họ cao hơn để những người xem livestream của mình họ rất là phục mình, chứ mình đừng từ chối xử lý trên trên cái livestream nha. Và nhất là những cái câu hỏi trên livestream, các anh chị hãy giúp cho em cứ trả lời đi. Mọi người học cách xử lý trên livestream nhé. Đừng để những câu hỏi của họ nó họ không được giải quyết, và đến nỗi là những người xem livestream của mình họ họ kiểu họ bảo là ô có những câu hỏi này, tại sao Hương nó không trả lời hay Hương nó lẩn tránh chẳng hạn. Để em lấy ví dụ thế chẳng hạn đúng không? Đấy thì mình sẽ cần học cách đó chính là mình phải gọi là tương tác, tức là mình phải xử lý giống như các anh chị xử lý từ chối khi mà chúng ta khách hàng offline đó, thì chúng ta sẽ có xử lý online đúng không mọi người? Kể cả đường truyền các anh chị cũng vậy. Nếu như các anh chị mà khi mà chúng ta like ấy, mà không may là cái đường truyền chúng ta bị ngắt đấy, thì có thể là cái like của anh chị dừng thôi, chúng ta sẽ like lại sau mọi người nhé. Đừng cố like khi mà đường truyền chúng ta không ok, hoặc là cảm thấy là đường truyền ngày hôm nay không ổn chẳng hạn, thì có nói là chia sẻ với các anh chị đó là rất là xin lỗi ngày hôm nay thì không biết là cái đường truyền mạng nhà em đang có vấn đề gì, thì có thể là em sẽ lui lại cái lịch livestream ngày hôm nay, ví dụ bây giờ là 12 giờ chẳng hạn đi, em sẽ lui lịch vào 8 giờ tối nay, hẹn các lại các anh chị trong 20 giờ tối nay để em có thể bù đắp lại, có thể là like lại cái phiên live này để có thể mang lại những cái deal hời, có thể mang lại những cái combo, có thể mang lại những cái mã giảm giá đúng không, hay những cái voucher chẳng hạn đấy, em lấy ví dụ thế. Thì mọi người sẽ có một cái phần xử lý như vậy các anh chị nhá. À, chị Hương Võ là khi live không nhìn thấy ai đang vào xem thì chỉnh sửa thế nào ạ? Không biết là chị đang dùng cái phần, nếu như live trực tiếp thì nhìn thấy mà chị Hương. Nếu mà live trực tiếp nhìn thấy mà không biết là chị live đang phần mềm nào thì em không rõ đâu. Một lát nữa là em sẽ dùng vào điện thoại của em để em đưa lên, em còn đang định live cái phần này luôn. Đây, các anh chị ơi, hiện tại là bây giờ là chúng ta, các anh chị không biết là những anh chị nào livestream mà chúng ta đang dùng phần mềm nào, các anh chị live trực tiếp hay là các anh chị đang dùng phần mềm, thì ngày hôm nay chị live chỉ chị cách live bằng máy tính, máy vi tính chị đây, xong rồi em sẽ chỉ đây nha, đến cái phần đó chính là phần mềm hỗ trợ livestream đúng không ạ?
Chúng ta hiện tại là chúng ta sẽ có một cách là thường thường xuyên nhất, đó là chính là chúng ta bật livestream lên trên Facebook, đúng không? Phát trực tiếp, và chúng ta sẽ chọn những cái filter trong đó, đúng mọi người. Còn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các anh chị, đó là hiện tại là như em đang dùng livestream, đó là trên livestream ra và phần mềm Prism, đúng không ạ? Đây, nếu như mà chị Hoàng Nguyên các anh chị dùng đến cái phần kỹ thuật livestream thì chúng ta sẽ dùng livestream ra nha mọi người nha, là chúng ta sẽ live trên máy tính được. Và cái phần Prism này thì cái hình ảnh nó rất là nét mọi người, rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, thì hiện tại là em đang dùng hai cái phần này, đó là livestream ra và Prism. Đấy. Thì ngoài ra thì live trực tiếp nếu như ánh sáng của các chị ok, đúng không mọi người? Đây. Đây mọi người, đây cái phần livestream ra đây mọi người, thì chúng ta sẽ chiếu được slide này. Các anh chị có thể lấy cái banner của thông tin gọi là USP của sản phẩm ấy, tải phần mềm về hay sao. Đây, xong rồi em lát nữa em hỗ trợ chị Dương Hạnh nhé. Đây các anh chị này, cái phần là phần nếu như các anh chị dùng livestream ra này này, thì các anh chị có một cái hay, đó là chúng ta sẽ soạn được kịch bản và các anh chị sẽ ngồi nói như em đang nói, ngồi ngồi với cả Zoom này này, thì các anh chị sẽ đỡ bị sợ hơn nếu như anh chị lần đầu tiên, đúng không? Hoặc là chúng ta thể live song hành, live hai người được. Đấy, livestream được hai bài giảng này, live được nhiều người, và đồng thời là chúng ta sẽ live được nhiều, tức là tối đa của livestream ra là các anh chị sẽ được live trên 5 nền tảng, gồm có ví dụ như Facebook này, YouTube này, Instagram này, hoặc là các fanpage mà các anh chị muốn live, hoặc các group chẳng hạn chúng ta đưa vào đó. Đấy. Và có thể là chạy thêm logo, chạy chữ quảng cáo, tạo khung nhận diện thương hiệu, hoặc có thể đưa comment lên màn hình livestream, phát triển quảng cáo vào livestream, có rất nhiều cái kỹ năng để chúng ta dùng cái livestream ra này. Đấy, như các anh chị có thể xem trên Ropi, ngày xưa đó là Ropi Business Training đấy, hoặc là Ropi Mon thi thoảng là cũng có mọi người. Clip máy tính thì cam không được nét, phải thay đổi à, cam à Hương. Anh chị ơi, mua một cái cam rời ngoài đi anh chị ạ. Nếu như các chị like bằng máy tính thì muốn đầu tư thì các chị, em đang không dùng cam rời nhưng em hướng là em sẽ phải mua cam rời. Đấy, các anh chị mua cam rời nhé, cam rời rất là nét luôn, nét cực kỳ luôn, và chúng ta sẽ phải cần đến cam rời đấy ạ. Đấy. Đây thì chúng ta khi mà các anh chị like, chúng ta nên truyền thông mọi người nhé, nên truyền thông, nên có thông báo lịch livestream trước của bản thân mình trước 1 hoặc 2 ngày, hoặc là trước 30 phút nếu như được. Các anh chị có thể quay video hoặc là post lên bài cá nhân. Tại sao mà Rocky bây giờ đang livestream ngày 20 21 đi, nhưng mà hiện tại bây giờ là đang tung ra những cái video của các chiến thần livestream ngày hôm đó đó mọi người, thì đấy chính là một trong số những cách là đang truyền thông mọi người. Thì chúng ta livestream cá nhân chúng ta phải truyền thông mọi người, livestream cá nhân chúng ta phải truyền thông. Giới thiệu cho mấy cái dùng dùng cam hay micro, cái nào dùng cho clip được à? Vâng, lát nữa em giới thiệu cho. Đây, xong nó xong cái phần này, các anh chị thấy có cần thiết đoạn này không, em sẽ nhanh đây. Rồi thì caption cái hấp dẫn kèm nội dung, hoặc là icon để tăng biểu tượng, nội dung thu hút và mang yếu tố bất ngờ, thì em khuyến khích các anh chị đó là chúng ta trước khi livestream chúng ta sẽ truyền thông trước. Và đồng thời nếu như chị em nào mà đang học cái video của cô Phương Thúy cùng với cả Phú Thái thì các anh chị có thể làm thêm cái video truyền thông thêm, đó là em dạy livestream trên điện thoại. Vâng ạ. À, Hoàng Dung Phú Thọ, chị Hương ở Phú Thọ đây. Em ở Phú Thọ, nhiều kiến thức lạ quá, hay quá. Đúng không ạ? Em nghĩ là thôi đi dạy cái này thôi, thì kịch bản thì cũng cho anh chị, tí nữa có anh chị cho sẵn rồi đúng không? Hoặc là có thể là demo thêm, nhưng mà cái này thì các anh chị sẽ cần, bởi vì là đơn giản đó là nếu như cái kỹ thuật mà các anh chị nhiều khi các anh chị bị đúng túng, nó sẽ là một cái phần các anh chị cảm thấy khó, và em lát nữa em sẽ thực hiện cái thao tác, đó là kỹ năng livestream, gọi là kỹ năng livestream trên điện thoại và máy tính cho các anh chị. Các anh chị có mong muốn không? Em hỗ trợ cái phần đó. Thì các anh chị những người mới mọi người dễ làm nhất rồi ạ. Anh chị có muốn không ạ? Muốn để em làm. Gửi phần mềm livestream bạn ơi. Đây, xong rồi em sẽ vào, em sẽ hỗ trợ các anh chị này. Em còn cái phần nội dung nào nữa không? Ở đây. Từ dễ đến khó em nhé. Vâng. Hôm nay buổi trước thì dễ hơn, buổi hôm nay hơi khó hơn, buổi hôm nay đi vào thuật hơn một chút đấy các anh chị. Buổi sau thì các anh chị làm tốt giúp cho em nhé. Em mong muốn như này. Bây giờ cho chị xin số điện thoại của em với nhé. Vâng, xong rồi em sẽ cho. 09 giờ. Em nói là các anh chị ơi, tất cả những anh chị ngày hôm nay chúng ta có mặt đây là đang là 86 người. Và em mong muốn á, cái này là bản thân em muốn, nhưng cái quan trọng đó là sẽ phụ thuộc vào các anh chị. Và em muốn được nhìn một lần nữa bao nhiêu các anh chị. Cái buổi ngày hôm nay em chia sẻ với mọi người, nó là dốc hết cả tâm huyết của em luôn đấy ạ.
Những cái gì em học có thể em bỏ tiền đi học với mọi người, nhưng mà em mang hết về cho tất cả anh chị. Em không, em mong muốn là có cái gì em biết được, cái gì em chia sẻ hết với mọi người. Em không giấu một cái gì hết cả, và chỉ mong muốn là các anh chị dám hành động thôi. Và bao nhiêu các anh chị ngày hôm nay cam kết và em sẽ theo trong nhóm cùng các anh chị, và em sẽ muốn được nhìn thấy tất cả anh chị, những anh chị ngày hôm nay chúng ta nói từ cam kết, chúng ta sẽ cam kết cùng với em trong cái tuần này, trong một cái chuỗi cùng với Econova, chúng ta ra được những bản gọi là ra được cái con người khác được không mọi người? Bao nhiêu anh chị sợ thì chúng ta sẽ không còn sợ nữa. Các anh chị cam kết đi mọi người. Rất nhiều, cam kết nha. À, em nhìn anh Chí rồi nha. Em sẽ like, xem live stream của anh Chí nha anh Chí nha. Đúng không ạ? Bởi vì anh Chí là một người cùng team em. Phần mềm live stream nào mà không bị ngược tên sản phẩm? À đây có ạ, có ạ. Đây cam kết. Chị là người mới chưa đăng ký thành viên em ơi. Họ cho chị kỹ năng live stream. À thế ạ. Thế chị Mi Ngọc đăng ký xong rồi live stream cùng nhé. Cam kết của Nova. Cam kết nha chị. Em mới nhìn thấy đó đâu đó hình như là khác khoảng tầm hơn 10 cái cam kết này, không biết là các anh chị ngủ chưa hay sao không biết, đúng không? Các anh chị cam kết nhé, bởi vì xác định này, làm là vì mình, không phải làm vì ai cả, đúng không ạ? Không phải làm vì ai cả. Các anh chị bán hàng, các anh chị có thu nhập, các anh chị livestream là các anh chị thêm kỹ năng của bản thân mình, các anh chị tự tin hơn mỗi ngày đấy. Rất muốn cam kết, phải nói là tôi cam kết. Các anh chị khi mà các anh chị khẳng định với bản thân mình thì các anh chị sẽ làm được rất là tốt, niềm tin bên trong sẽ quyết định con người bên ngoài của anh chị. Có xem lại bài giảng hôm nay không? Có ạ. Làm vì mục tiêu bản thân, chính xác ạ. Cho nhóm Zalo để tìm hiểu hơn. Nhờ chị Tuyết hỗ trợ em nhóm Zalo của Phú Thái, nhóm này cho các anh chị nha. Mọi người nha, giúp cho em này. Xác định là làm vì mình, mục tiêu về bản thân mình. À, khi mà trong phiên livestream các anh chị này, chúng ta có thể đa dạng nhiều hình thức livestream, có thể là một người, có thể là hai người, có thể là cả một ekip đúng không mọi người. Chúng ta có thể mời thêm khách hàng vào trong cái chương trình chúng ta, đúng không ạ? Sử dụng sản phẩm tặng quà hoặc free ship trong đó. Chắt lọc những từ ngữ khi livestream phù hợp để không gây phản cảm, không gây tranh cãi với người xem. Cái này rất là quan trọng các anh chị. Nhiều khi chúng ta đưa ra cái quan điểm trái chiều hay là đâu đó là chúng ta đưa ra cái ngôn từ mà nhiều khi là cái ngôn từ của chúng ta nó hơi chung chung chẳng hạn, và nó không rõ ràng chẳng hạn, thì có nhiều người họ đưa vào họ nói là sao cứ khen của mình tốt mà của họ cũng tốt chẳng hạn đấy. Tức là chúng ta phải có cái luận điểm nào trong đó để chúng ta bảo vệ cái điều của chúng ta, thì chúng ta sẽ đưa vào cái trong livestream làm sao nó phù hợp. Chúng ta không cần nói quá nhanh các anh chị nha, lưu ý giúp cho em này. Không cần nói quá nhanh nhưng đừng có nói quá chậm, bởi vì khoảng tầm 30 giây các anh chị không tương tác trên trên livestream là coi như là cũng cũng bị đánh đấy. Tức là nó không đánh sập nhưng đại loại là nó cũng đánh là ý là cái livestream này của mình là cảm thấy là không ok hay sao, chưa chất lượng hay sao. Thì chúng ta hãy lưu ý là khi mà chúng ta không biết nói gì, chúng ta hãy hãy lựa, gọi là lựa để có thể ứng biến, đúng không ạ? Lựa có thể ứng biến ở trong cái live đó. Tiếp theo này, hoặc là lúc đó là thay vì đó là không biết nói gì thì đi tương tác đi. Ồ, em thấy là anh Chí vào trong live, trong trong livestream của em đấy. Không biết hôm nay anh Chí đang được nghỉ trưa à? Rất là cảm ơn anh Chí chẳng hạn, hát được không em? Hát cũng được ạ. À? Đấy, em lấy ví dụ thấy các anh chị. Để đến cái đoạn vui vui chẳng hạn lần đầu tiên các anh chị like à? Ôi, tự nhiên đến đoạn này là đang không biết nói gì, các anh chị hay cho em hát một bài chẳng hạn đi được không, cho vui xong rồi cho tăng tương tác chẳng hạn đấy, đúng không ạ? Đấy thì à, link nhóm ở trên là chị Phương ơi, chị Phương kéo lên một tí là có đấy ạ. Tiếp theo mọi người, tương tác nhiệt tình, nội dung nói chuyện phù hợp, chủ động hỏi khách hàng thích quà gì, điều phối trong phiên livestream. Đây mọi người, giống như giả sử như bây giờ em cũng cứ như coi là em đang đang livestream đi các anh chị, đúng không ạ? Nếu như em ngồi đây mà em không tương tác với các anh chị thì các anh chị có muốn nghe em nói không? Và bản thân nói thì đó đúng không? Có thể là em nói cuốn hút chẳng hạn, em lấy ví dụ thế đi. Nhưng mà em không tương tác với các anh chị thì các anh chị cũng cảm thấy là ồ, bạn Hương này bạn chỉ biết nói thôi, bạn không biết nhìn người khác chẳng hạn, hay bạn không biết lắng nghe người khác chẳng hạn. Thì đấy cũng là không phải điểm chạm đâu mọi người. Nhưng nếu như khi mình trên livestream mình chịu khó tương tác với khách hàng, mình hỏi thăm khách hàng, mình hỏi rằng là đơn giản nữa là đơn giản nó là hỏi là không biết là hôm nay lần đầu tiên em livestream đi, không biết là chị Ngọc này hay là chị Trâm Ngọc này có thấy là em nói có ổn không chẳng hạn, hay là âm thanh của em có bị to không. Nhiều khi là một cái sự tương tác của mình với những, bởi vì Facebook của mình là những người thân nhiều, những người biết mình rồi, nên các anh chị cứ thoải mái sống làm mình, thực hiện trên đó. Chị Trâm Ngọc ơi, chị vào nhóm nhé, sẽ có USP của sản phẩm ở trong nhóm chị ạ. Đấy. Đây hay là có hiệu ứng chim mồi này, đôi khi là đấy, hiệu ứng chim mồi này là nói như thế này cho dễ này các anh chị. Có nghĩa rằng là khi mà các anh chị vào trong nhóm livestream á thì chúng ta sẽ có gọi là cả đội nhóm tương tác cùng với các anh chị, đúng không ạ? Có thể là người thân này, anh chị và comment thả tim để tăng tương tác cho những bay đầu tiên này, sau đó là khi mà bài của mình bắt đầu tăng nhiều lên, đúng không? Tăng nhiều mắt xem lên và tương tác nhiều lên thì bắt đầu là nó sẽ đẩy phân bổ cái lượng data cho mình. Bắt đầu là
mà Facebook nó đánh là ở cái bài này là bài chất lượng đấy, thì bắt đầu là họ sẽ phân bổ data thêm cho các anh chị cũng như là phân bổ lượt xem của mọi người đấy. À, ngoài ra thì thi thoảng nên quay lại nói về mục đích của buổi livestream và quyền lợi của khán giả. Ví dụ như ngày hôm nay là mục đích của em hôm nay đó là em nên chia sẻ với các anh chị đó là một giải pháp trong quá trình chúng ta lựa chọn các sản phẩm để liên quan đến chăm sóc nhà cửa, để làm sao những cái sản phẩm đó làm sao không hề hại ra tay, đúng không? Những sản phẩm đó mà sạch mà rất là an toàn, và đặc biệt là trong đó cái sản phẩm tẩy rửa là sự tẩy rửa vệ sinh em cực kỳ thích các anh chị ạ. Em lấy được. Và các anh chị ơi, ngày hôm nay các anh chị vào trong livestream của em, các anh chị còn một được cái quyền lợi, và các anh chị hãy xem từ đầu đến cuối nhé. Những anh chị nào xem từ đầu đến cuối, các anh chị sẽ giành được quyền lợi này. Thứ nhất này sẽ được free ship này, thứ hai là sẽ được giảm giá này, em lấy ví dụ thế đúng không? Còn đâu hôm đó là mọi người sẽ tùy xếp ắt cái phiên live của mọi người đưa deal gì đó đấy. À, sẽ có tặng quà, nếu như các anh chị có quà tặng thì các anh chị nên đưa cái quà tặng ra ngoài. Ví dụ ngày hôm nay em nói là các anh chị mua combo 3 chai nước tẩy rửa này, các anh chị sẽ được tặng một cái chai sữa rửa tay này chẳng hạn đấy. Nhưng mà giả sử như em nói mà em chẳng có cái sản phẩm quà tặng đây, tự nhiên khách hàng người ta nói bảo là ô, quà chẳng có, chỉ nói trơn trên livestream nó không hay mọi người. Nên lưu ý là tất cả những cái gì mà chúng ta livestream là phải có sản phẩm thực tế, đúng không ạ? Đây, hoặc là cách thức nhận quà, hoặc là nói nơi đi còn lại nhận quà. Rất nhiều các anh chị chơi mini game ấy, đoán số này, giơ tờ tiền lên đoán số này, hay là đuổi hình bắt chữ này, rất nhiều những cái mini game đó, đúng không mọi người? Đấy thì đấy chính là một trong những cách tương tác. Đến thế rồi đúng không? Thế rồi. Đã đây này. Đến cái đoạn này nhiều anh chị có hỏi về cái background ấy, background để mọi người có thể là lựa chọn cái khung hình để chúng ta livestream ấy. Thì em chia sẻ mọi người cái này, phần này là phần chi phí mà nó sẽ gọi là rẻ nhất, là chúng ta sẽ mua những cái miếng dán này mọi người, giấy dán tường này này, những cái màu còn một cái màu xanh nữa thì em sẽ gửi lên trên nhóm cho mọi người nhé, cho các anh chị tham khảo. Mọi người sẽ đặt về dán vào cái đúng góc mà chúng ta, ánh sáng nào mà trong gia đình các anh chị chỗ đấy mà các anh chị set up được, thứ nhất ánh sáng này, không gian này nó phù hợp nhất cho mọi người để mọi người livestream, đồng ý không ạ? Các anh chị nhá, đấy chính là những cái tấm dán như thế này, giấy dán tường như này, để cho chúng ta dán thì chúng ta lấy cái background phía đằng sau. Vừa nãy có chị nào hỏi em đấy, ok không các anh chị ơi, để em chuyển qua phần đi vào thực chiến nào, đi vào kỹ năng cầm tay chỉ việc là cho các anh chị nào. Ok, vâng ạ. Đây, đi vào nha. Em xin phép em ngủ nữa. À, mọi người ơi, bây giờ đi đến cái phần em sẽ vào cái phần livestream ra cho các anh chị nhá. Livestream ra nhá. Ok, để em đi tìm cái phần đấy. À, tìm USP của sản phẩm. À, okay. Đây ạ. Các anh chị vào, các anh chị nào dùng máy tính thì các anh chị sẽ vào cái phần này giúp cho em này. Đấy nha. Các anh chị ơi, đây này, em sẽ chỉ từng bước một nhá. Trong nhóm, các anh chị vào trong nhóm, các anh chị cần hỗ trợ cái phần này thì các anh chị nhắn cho em sẽ hỗ trợ các anh chị. Các anh chị vào vào Google, các anh chị gõ giúp cho em đó là livestream ra này mọi người, livestream ra ra cái phần mềm này nhá. Ra phần mềm này xong các anh chị sẽ bấm vào, em sẽ đi chậm một đoạn này được không ạ, cho các anh chị nhìn cho chắc nhá, từng bước một nhá, cho mọi người đỡ bị bỡ ngỡ nhá. Đúng ạ. Em sẽ bấm vào livestream ra. Và cái livestream này nó sẽ kết nối được rất nhiều nền tảng nhé mọi người nha. Thì khi mà các anh chị, đây là bởi vì em đã kết nối rồi, em đã kết nối với Facebook của em mọi người nha, em đã kết nối rồi. Còn nếu như chị nào mà chưa kết nối á thì mọi người sẽ vào cái phần kênh đích này giúp cho em này, các anh chị phải kết nối vào Facebook của mình đã. Bây giờ em kết nối rồi, bây giờ em không biết là phát ra như nào nhỉ, để xem nào phát ra. Thôi đại loại là em sẽ làm mẫu đi, xong rồi chị nào mà cần nhé thì gửi cho em cái Ultra View, em sẽ hỗ trợ các anh chị qua máy tính đi cho mọi người, đúng không? Không tính phí anh Chí nhá, không tính phí, phần này không tính phí. Chúng ta làm bản pro chúng ta mới mất phí, tất cả mọi thứ là bản pro chúng ta mới mất phí, còn anh em mình, chị em mình ở đây cứ xài bản miễn phí đi, không phải mất phí đâu mọi người. Em dùng cái này lâu rồi, em dùng cái này lâu lắm rồi, xong rồi là sau này khi vào Robby rồi thì bắt đầu cũng thực hành livestream trên đó. Đấy. Thì các anh chị bấm vào cái phần kênh đích này này, kênh đích này nó sẽ kết nối với các anh chị này, kết nối với hồ sơ đây này, bấm vào thêm kênh đích này. Thì các anh chị sẽ cần phải lưu ý này, ở phần mềm livestream ra này các anh chị sẽ cần phải nhớ mật khẩu Facebook của mọi người nhé. Mật khẩu và tên đăng nhập bằng số điện thoại hay Gmail thì đó các anh chị, và phải nhớ được mật khẩu. Đúng không? Tên user là số điện thoại hoặc là Gmail, còn riêng
mật khẩu là các anh chị phải nhớ thì chúng ta mới đăng nhập và kết nối được cái này, đúng không? Bởi vì chúng ta đang dùng, khi đang điện thoại, khi hàng năm rồi vài năm các anh chị chẳng đăng xuất ra, các anh chị quên mật khẩu đấy, thì các anh chị phải nhớ mật khẩu chúng ta mới dùng được phần mềm này đấy. Khi mà các anh chị bấm vào thần thêm kênh đích và kết nối được Facebook của anh chị nha, thì sẽ vào phần trang chủ này. Khi vào phần trang chủ này, cái hay của cái phần này đó chính là đây, các anh chị nhìn thấy không, em sẽ kết nối vào Facebook của em để tiêu đề, đó chính là ví dụ như là lần đầu của em đi chẳng hạn, lần đầu tiên cho dùng cho fanpage được anh chị ơi, dùng fanpage rất là ok đấy, lần đầu tiên livestream thì chẳng hạn, thì em lấy ví dụ thế đấy. Thì em sẽ copy cái phần này mô tả về nội dung, hoặc là phần nội dung này các anh chị có thể mô tả bằng cái từ khác cũng được, em lấy ví dụ thế đi đấy. Dùng fanpage được nhiều nha, đây này các anh chị nhìn thấy này, cái phần lựa chọn thêm kênh đích này, điện thoại không dùng phần mềm này được chị Dương Hạnh nhá. Đây này, lựa chọn thêm kênh đích này mọi người. Đấy, các anh chị muốn chọn thì đây này, trang Facebook này, hồ sơ Facebook này, đấy các cái kênh YouTube này, Insta Live này, đấy, rất nhiều cái phần mềm này. Anh chị nhìn thấy đoạn đó, các anh chị nhìn thấy không? Các anh chị có thể đây, đây cũng là một fanpage của em này chẳng hạn đấy. Em lấy ví dụ thế, em sẽ like đa nền tảng đấy, thì các anh chị sẽ lựa chọn thêm vào đây nữa. Đấy, em lấy ví dụ thế. À không, đây là nó yêu cầu à? Nếu như hình như là thêm thì thêm nhiều kênh thì nó yêu cầu mình bản pro, bởi vì em toàn livestream trên trang cá nhân của em thôi. Thế nên là em cũng chưa thử cái đa nền tảng. Em lấy ví dụ thế chẳng hạn đây. Đây nhá, sẽ bấm vào phần tạo chương trình phát trực tiếp này. Khi mà các anh chị vào đây này, các anh chị vào đây nhá, mọi người sẽ nhìn giúp cho em, bởi vì là cái camera em đang dùng cho Zoom rồi nên là nó sẽ không nhìn thấy em ở đây nữa, đúng không ạ? Đây, tên hiển thị của các anh chị, ví dụ như các anh chị ghi là Phạm Chí Robby đi chẳng hạn đi, Robby hay bất kỳ một cái tên nào đó gì đó mà các anh chị muốn thể hiện đây các anh chị nhé. Đây thì khi mà bắt đầu này vào này, nếu như bình thường nhá, em thử tắt cam của em ở trên này đi cho các anh chị, em bật cam ở trong này đi cho anh chị nhìn xem các anh chị có nhìn thấy em không. Mọi người nhìn thấy em không? Đây nhá các anh chị nhá, đây nhá. Thì khi mà các anh chị nhìn thấy không, các anh chị nhìn này, đây em sẽ bỏ em ra ngoài luồng như này. Đây, bình thường là chúng ta sẽ đi như thế này. Bình thường là các anh chị vào là các anh chị sẽ thấy là mình sẽ ở dạng như thế này này, là chúng ta sẽ nằm ở dưới phần luồng này, các anh chị sẽ thêm vào sân khấu. Bây giờ nếu như các anh chị muốn có một người livestream song hành cùng với mình ạ, thì các anh chị sẽ lấy giúp cho em này, lấy giúp cho em cái đường link này, các anh chị copy, các anh chị gửi vào. Em lấy ví dụ là em sẽ gửi vào, em sẽ gửi đi chẳng hạn, em lấy gửi cho chồng em chẳng hạn, em lấy ví dụ thế chẳng hạn. Đây thì đây, thì khi mà chồng em vào ạ, thì chồng em cũng sẽ song hành cùng với cái livestream của em, cùng ngồi đây với em nhé, cùng ngồi trên cái màn hình y như em đang ngồi dưới này này. Đấy, y như em đang ngồi ngoài này. Sau đó là các anh chị cũng lại bấm vào luồng đó, thì hai người sẽ cùng song hành cùng với nhau. Các anh chị muốn chia sẻ slide đúng không, các chị bấm vào phần thuyết trình này đấy, các anh chị muốn trình bày cái gì đó thì nó sẵn đây, Google Slide hay cái gì đó này, hay là cái trang nào đó của các anh chị đây, chia sẻ màn hình đấy, đấy chia sẻ màn hình đây, ví dụ như là điểm chú ý khi livestream chẳng hạn đấy, các anh chị chia sẻ đấy, chia sẻ như các anh chị đang đang dùng Zoom, các anh chị chia sẻ thôi. Ok mọi người nha, đoạn này nha. Tiếp theo này đấy, đúng không các anh chị? Các anh chị nhìn thấy không? Các anh chị nhìn thấy không? Đấy, họ đang nhìn thấy mình luôn này này. Y như này luôn, là chúng ta đang chiếu. Thì khi đó các anh chị có thể là chiếu slide của Econova này, các anh chị có thể là dùng kịch bản, có thể đọc lên, ví dụ ngồi livestream ở trên máy tính nó hay đó là các anh chị ngồi này, các anh chị nói này, nhưng mà các anh chị vẫn like, nhưng mà kịch bản của các anh chị để một cái bản Word nào đó xong cùng với cái livestream, các anh chị vẫn đọc được, vẫn nhìn được. Đấy là với những anh chị mới mà chúng ta livestream bằng máy tính nhá. Livestream bằng máy tính. Tiếp theo là khi mà các anh chị nhìn thấy ở bên góc phải. Bây giờ nhá, chúng ta chuẩn bị các thứ xong xuôi này. Phạm Chí ở đây đây. Đây em sẽ cho vào luồng đúng không? Cái này tắt vào luồng. Bây giờ khi này, khi mà các anh chị chuẩn bị xong nhá, các anh chị chuẩn bị xong ví dụ như đây này, các anh chị sẽ bấm phát trực tiếp. Phát trực tiếp thì Facebook của chị trên điện thoại nó sẽ thể hiện. Và các anh chị lưu ý giúp cho em đó là khi mà các anh chị phát ở trên điện thoại xong á, thì thường như Facebook của em, nó là khi mà kết nối cái này này, nó sẽ để ở chế độ là bạn bè, thì em sẽ vào bằng điện thoại và em sẽ vào đó em sửa sang chế độ công khai luôn, thì cái bản livestream của mình nó sẽ chuyển sang chế độ công khai và nhiều người xem, nhưng mà mình sẽ share được hết tất tất trên này,
cái tất trên này mọi người nha. Đó. Và ngoài ra thì còn cái phần nào nữa nhỉ? Đây, bình luận ở đây. Bình luận các anh chị có thể là khi mà livestream ra này, các anh chị sẽ vào bình luận cùng với vào điện thoại này, chúng ta sẽ vào bằng thiết bị điện thoại này, chúng ta sẽ xem bình luận của khách hàng, xem bình luận khách hàng và tương tác. Đâu rồi? Không dùng app này thì không. À, từ từ để em ấy. Em xem mọi người đang hỏi em. Đấy, anh chị có hỏi là cái này chỉ dùng trong máy, cho máy tính không dùng trên điện thoại. Đúng rồi ạ. À, chị Trương Huyền nhé. Các anh chị ơi, nếu như live phần mềm livestream ra là chúng ta sẽ chỉ dùng trên máy tính thôi nha. Anh chị có hỏi là có bỏ logo livestream không? Bỏ được chị ơi ạ, không bỏ được, không bỏ được mọi người nhé. Các anh chị lên trên đấy là có cái phần mềm đó chính là ghim tin nhắn ấy, nó rất là hay. Mọi người có nhìn thấy các fanpage họ chạy không, sau đó họ ghim tin nhắn của mọi người, thì đôi khi anh em mình ở trong nhóm mình tương tác là ồ, chị Ngọc ơi, chị Ngọc, chị My Ngọc ơi, cái sản phẩm nước Econova này gia đình em rất là thích chẳng hạn, nó mình ghim luôn cái tin nhắn vào đó, coi như một cái feedback của khách hàng đúng không anh chị. Thì tự nhiên là cái người bên ngoài người ta chẳng biết rằng là livestream mình là gì, nhưng mà tự nhiên họ nhìn thấy cái dòng chữ ghim tin nhắn của khách hàng, gọi là feedback của đồng đội chúng ta vào đấy không, thì tự nhiên là họ ô, họ nói là ồ, sản phẩm này cũng khá là hay, cho họ tò mò họ thử trải nghiệm chẳng hạn, là ví dụ thế đúng không ạ. À, không dùng app này thì không chia sẻ được đúng không Hương? Đúng rồi anh Chí ạ. À, Minh Ngọc em ơi, hướng dẫn điện thoại từng bước một đi nhé. Em sẽ làm một cái video cho mọi người về cái livestream ra này sau nhá. Tức là cơ bản là em hướng dẫn qua thế, chứ còn bây giờ nói chung là các anh chị cũng cũng phải mất thời gian để chúng ta còn thực hành đấy. Không biết có làm nổi không, phải từ từ thôi. Làm rồi sẽ có các anh chị ạ. Em ơi, hướng dẫn bước trên điện thoại từng ở đây. Mọi người xác định này, ai cũng vậy, đều đi từ con số 0 hết. Chúng ta hãy biến mình từ cái người không biết thành người biết mọi người nhé. Bởi vì em ở đây không phải siêu hơn các anh chị, cũng không phải giỏi hơn các anh chị, bởi vì em đã làm và em biết. Chỉ hơn các anh chị đó là em đã biết. Các anh chị đồng ý không ạ? Bởi vì mình không biết thì biến cái không biết của mình thành những cái người biết rồi ạ, thì nó là cái cảm giác ồ, họ có thể là họ giỏi hơn, nhưng thực ra không phải. Đơn giản là họ đã biết rồi. Và cái mình không biết thì mình phải biết để mình biến nó thành cái biết. Ghi bình luận thì đơn giản là trong cái phần góc phải của màn hình ấy, nó có cái phần nó làm bình luận của mọi người. Khi mà mọi người bình luận, anh hay chị sẽ nhìn được cái bình luận của khách hàng, và nó có cái chữ đó là hiển thị, thì các anh chị bấm vào chữ hiển thị đó thì cái ghi bình luận nó sẽ chạy trên màn hình. Đúng không ạ? Ghi bình luận. Ok, livestream ra mọi người nhá, để em hướng dẫn các anh chị về điện thoại nào. Anh chị còn hỏi về phần này nào không? Có hỏi điều gì chỗ đấy không? À, em cũng có chuẩn bị cái kịch bản cho các anh chị ở ngày hôm nay, thì một lát nữa em sẽ trao đổi qua phần kịch bản với các anh chị thêm cho mọi người nhé. Các anh chị là người mới thì chúng ta sẽ vào nắm vào USP của sản phẩm thêm. Hướng dẫn điện thoại đi em. Đây em hướng dẫn điện thoại đây. Các anh chị chờ em vào bằng điện thoại để em hướng dẫn điện thoại với mọi người. Ôi, nhiều anh chị vừa nãy like quá rồi, mọi người gửi lên trên nhóm. Các anh chị ơi, chúng tập thôi chứ giờ hỏi cũng không nhớ. Đúng rồi, chính xác ạ. Vướng đâu thì mọi người ấy nhé. À, cứ vào trong nhóm livestream ạ, thì các anh chị vướng chỗ nào về kỹ thuật thì các anh chị hãy nhắn lên trên nhóm. Em sẽ hỗ trợ các anh chị, đồng ý không ạ? À, đây nha em. Đã chia sẻ phần này nhanh mọi người, các anh chị đi làm. Em xin quyền hot ở cái thiết bị này với chị Tuyết ơi. Cảm ơn, vâng, cảm ơn chị ngoan. Rồi, các anh chị ơi, em sẽ hướng dẫn mọi người về cái phần thiết bị điện thoại nhé. Các anh chị lưu ý phần này này. Các anh chị này. À, thứ nhất này. Thứ nhất là khi mà các anh chị dùng, em thấy là mọi người đang live, là chúng ta đang live stream là theo cách đó là, một đó là phát trực tiếp đúng không mọi người, một là phát trực tiếp đúng không ạ. Một phát trực tiếp thì các anh chị sẽ nhìn, ôi tự nhiên màn em nào to thế này, trời ơi, tự nhiên là nó to thế này không biết.
Em zoom lại. Tự nhiên cái điện thoại này của em hôm nay nó bị to quá. Mọi người có đang nhìn rõ cái điện thoại của em không? Đúng không ạ? Em làm lại nào. Sao tự nhiên nó lại to đoành đoành như thế này? À đây rồi, ok. Các anh chị mọi người nhìn rõ không ạ? Đây nha mọi người nha, rõ nha, đúng không ạ? Không sao, xinh mà em. Vâng, cảm ơn chị Tư. Em nói, em chia sẻ các anh chị này. Các anh chị em đang dùng điện thoại iPhone nên em sẽ không biết cái hệ điều hành Android để có thể hỗ trợ các anh chị. Lưu ý là em chỉ hỗ trợ bằng cái thiết bị điện thoại iPhone thôi. Và bây giờ nha, các anh chị này, lưu ý này, thứ nhất là khi các anh chị dùng điện thoại giúp cho em này, các anh chị gõ giúp cho em cái phần đó là nhập thêm để mô tả này nhé. Chúng ta đừng để quá cái phần tiêu đề này quá 3 giây. À quên mất, 3 phút, quên mất mọi người. Đừng dừng cái phần tiêu đề này quá 3 phút là nó sẽ mặc định là à cái bài của mình là cảm giác là bài của mình không chất lượng và nó sẽ không phân bổ cho mình. Nên là chúng ta sẽ nhanh chóng ở cái phần này, chọn cái tiêu đề nào nhanh chóng, nhập nhanh chóng và phát trực tiếp, gắn thẻ ai thì chúng ta gắn vào đây. Đúng không ạ? Sau đó là mọi người sẽ bật lên chữ phát trực tiếp, đúng không ạ? Còn nếu như mà ở phần mềm điện thoại thì các anh chị có vừa hỏi hôm trước em có hướng dẫn rồi ạ, là nếu như anh chị nào mà muốn muốn gọi là lật cái hình ảnh của sản phẩm đây nha, ví dụ như em đang cầm toàn bộ cái sản phẩm của Econovai chẳng hạn đi, mọi người đang nhìn rõ đúng không, và rất nhiều anh chị đang để cái hình của chúng ta là bị ngược chữ thì Android thì em không dành nên em không chia sẻ được, nhưng đối với iPhone thì các anh chị nhìn giúp cho em đó là trên màn hình góc trái điện thoại của em dưới cái từ không khai đúng không, nó có những cái biểu tượng như thế này thì các anh chị nhìn vào góc trái trong cùng có biểu tượng cái ngôi sao năm cánh ấy, cho nó dễ đi. Ngôi sao năm cánh như anh chị nào dùng điện thoại iPhone mở lên làm giúp cho em cho nhớ luôn này, làm giúp cho em cho nhớ này, ngôi sao năm cánh các anh chị bấm vào đó. Tiếp theo này các anh chị nhìn dưới góc phải màn hình có biểu tượng giống như cái búa đấy mọi người, góc phải màn hình cái biểu tượng cuối cùng đấy, bấm vào đó, anh chị bấm vào đây đúng không ạ, chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng đó là lật trái lật phải đúng không mọi người, lật trái lật phải và lật trên lật dưới, thì các anh chị sẽ bấm lật phải đây thì cái hình ảnh của em nét chưa. Đầu tiên là em đánh giá là hình ảnh phải ok trước đã nha mọi người nhé. Các anh chị like thế nào like hình ảnh. Sau đó này, khi các anh chị like xong các anh chị bấm. Nếu như bản thân em là em sẽ thường là em sẽ bật trực tiếp. Bởi vì sao? Ánh sáng ok đúng không? Góc view của mình ok. Còn nếu như các anh chị cảm thấy là nếu như mà cái view của mình tức là ánh sáng mình hơn, các anh chị có thể chọn thêm filter. Phụ nữ đánh son tí nữa là đẹp. Em nay là hơi sức khỏe hơi kém nên là hơi nhạt nhòa. Đấy đúng, em lấy ví dụ thế chẳng hạn. Đấy. Thì khi mà các anh chị lên nha, sau đó này các anh chị cần phải có một cái chân, em lấy ví dụ như đây là hiện tại là em đang dùng cái chân này, mọi người nhìn thấy không, em đang dùng cái chân này để em để đây em quay nhé mọi người nhá, các anh chị nhớ không, hoặc là các anh chị có thể là dùng cái thiết bị nào đó mà chúng ta có thể để, nhưng mà nó phải nguyên tắc là phải để cân mọi người nha, phải giữ, thì em đã dùng cái này và khi em dùng cái này em sẽ để cái điện thoại của em đây, anh chị có thể nhìn thấy, mọi người nhìn thấy không, anh chị nhìn thấy và em sẽ chia sẻ phần này. Không biết là các anh chị có cần hỗ trợ gì phần trên điện thoại không? Các anh chị cứ nhắn nha để em có thể là chia sẻ với các anh chị cho nó dễ nè. Đây. Có em. Không biết mọi người có câu hỏi mọi người hỏi nha. Cho nó dễ. Em sẽ chỉnh làm sao cho nó cân này. Lưu ý này, em muốn chia sẻ với các anh chị sản phẩm chúng ta phải rõ nét, bán gì thì bán sản phẩm. Một là phải để làm sao cho nó người khác nhìn nó cũng là bắt mắt. Mình nhìn như thế nào thì khách người ta cũng mong muốn nhìn như vậy. Khách người ta cũng mong muốn nhìn như vậy đúng không ạ? Thì đây, giả sử như là em sẽ để cái món Econova nói đến đâu chúng ta sẽ không cần mic lọc âm không em. Thực ra là trước đây thì em cũng không dùng đâu nhưng mà bây giờ em có dùng, em đang dùng và em mua của dòng GoCheck này các anh chị, em mua của dòng GoCheck này thì các anh chị có thể lên Shopee mua cũng được hoặc là em mua ở hãng tại Hà Nội thì họ cũng có ship và họ nếu các anh chị lên trên TikTok tìm đến GoCheck ấy, thì các anh chị mua của GoCheck. Em muốn mặt đẹp hơn chứ mặt em nhìn xấu phải dùng cái này phải dùng cái nào, thế thì Thảo cứ lên trên phây này này tìm ra cái phần đó chính là phần filter đây này, đây này cái biểu tượng sao này, không phải quên mất tìm xem filter xem là nó có cái phần tự nhiên đâu filter đâu nhỉ, tìm xem filter ở trong 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 phây ấy, trong phây đấy các anh chị lựa chọn xem, em thì em không thích Rocky không bán nhỉ, không chị ạ, các anh chị ơi mọi người giật giải đi, mọi người làm xong nó trúng giải của Phú Thái là các anh chị sẽ được cái mic này, mà cái mic này là đợt đầu tiên em mua là 900, sau đó là giảm dần vào phần sau đó chị là như thế nào chị ngoan nhỉ, em dùng iPhone
Nếu mà không dùng iPhone thì em không biết là chị đang ngoan đang dùng cái gì vào phần sau đó là như thế nào. Chị ngoan hỏi rõ hơn một chút được không? Đây mọi người nha, em đang dùng mic này. Các anh chị có thể mua bộ mic lên 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 TikTok ạ. Các anh chị vào những cái phiên live của bên GoCheck này này là họ có những cái mã giảm giá. Đúng không ạ? Mã giảm giá thì nó sẽ hình như rẻ hơn thì phải, rẻ hơn đấy. Bây giờ nó cũng rẻ hơn cho cái đợt đầu em mua đợt đầu. Đây các anh chị này, nếu như chúng ta có được mic nó sẽ tốt hơn, bởi vì là xác định là livestream thì hoặc là làm video cũng vậy, chúng ta mic nó sẽ được tiếng ồn và dưới như này, nếu như em không dùng là em sẽ bị vọng, bởi vì là những cái bức tường này nó hắt vào đúng không, và âm thanh của mình sẽ bị vọng đấy. Các anh chị có thể nhìn thấy không, mình like này, mình like đúng không, hình ảnh của mình. Em đánh giá cái việc đó là chúng ta phải để hỗ trợ để tìm filter đẹp, filter đẹp. Một lát nữa em hỗ trợ cái filter đi, lâu rồi em không dùng filter Facebook em không nhớ rõ lắm. Đây mọi người, các anh chị nhìn nha, hoặc là các anh chị có thể để máy ngang, để máy ngang cũng được. Em sẽ thử một cái phần để máy ngang xem nào. Con này nó không quay ngang được. Có một em có một cái thiết bị là có thể quay ngang được. Các anh chị muốn cái điện thoại của mình nó bị tức là cái điện thoại của mình nó dài cái phần ngang này, mọi người. Tức là hiện tại như thế này thì em đang cao ở phần chiều cao đây đúng không mọi người, nhưng mà phần ngang của em sẽ bị hẹp hơn đúng không ạ? Thì các anh chị có thể là, một là cho cái điện thoại chúng ta xê ra xa ra một chút, hai là các anh chị có thể là để ngang cái điện thoại chúng ta, coi như là camera ngang đi, điện thoại của chúng ta ngang thì các anh chị sẽ nhìn thấy ngang được view hơn. Thì nguyên tắc là khi mà chúng ta bán, chúng ta sẽ đưa sản phẩm ra đằng trước. Đấy, làm thế nào để mà đưa được hết, đang bị ngược chữ rồi các anh chị, đang bị ngược chữ đấy. Thì đưa sản phẩm ra nói, hoặc là nói đến cái gì đó các anh chị đưa ra làm sao nó vừa tầm mình chúng ta. Ngày hôm nay giải pháp của em là giải pháp xanh với chuỗi sản phẩm của Econova, bao gồm có nước tẩy rửa nhà vệ sinh đúng không ạ, gồm có nước lau sàn nhà vệ sinh, gồm có đó, nước rửa bát đúng không ạ, rồi tiếp theo đó là nước rửa tay. Em lấy ví dụ thế thì những cái sản phẩm này là những sản phẩm xanh, những sản phẩm mà gia đình nào cũng cần. Vậy thì cái điều gì đặc biệt ở trong phiên livestream của em mà những sản phẩm khác các anh chị đang dùng và chúng ta chưa biết, thì ngày hôm nay em sẽ bật mí với các anh chị đúng không ạ? Mọi người sẵn sàng không? Đấy, em lấy ví dụ thế thì khi mà các anh chị cần set up cái phần hình ảnh và sản phẩm của mình, còn nếu không thì khi các anh chị nói đến sản phẩm nào có nhiều anh chị cũng đang làm phần này rất là tốt, có thể dơ sản phẩm chúng ta lên đấy, hoặc là các anh chị demo, tức là chúng ta làm ở ngoài như thế nào thì các anh chị hãy nhìn trên cái phần hình ảnh điện thoại chúng ta phải như vậy. Mọi người cần hỗ trợ gì không để em tìm cái filter cho tất cả các anh chị, còn hỗ trợ gì ngoài phần này không? Filter không ạ? À, ô phần filter này ngày xưa có nhỉ, ngày xưa em thấy điện thoại iPhone có một filter, bây giờ đâu rồi nhỉ? Cái phần này các anh chị có livestream có thể mời được này, các anh chị có thể mời khách. Cho em hỏi cái là lúc đầu lúng túng mất khoảng 1 phút có sao không ạ? À, em muốn học UP sản phẩm. UP sản phẩm thì các chị vào trong nhóm, trong nhóm thì các anh chị sẽ được có một cái phần UP của sản phẩm. Chị Thảo hỏi là lúc đầu mất 1 phút, thực ra cứ dưới 3 phút là được nha mọi người nhé, cứ dưới 3 phút là được. Cái filter của cái thằng Facebook này nó đâu nhỉ, em lâu rồi. Đây 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 đây, filter đây mọi người, filter đây mọi người này. Nhưng mà em không thích filter của Facebook đâu, em cảm thấy là từ ngày nó thay đổi cái giao diện mới này, cái filter của nó rất là xấu đấy. Tự nhiên là em đấy, tự nhiên đeo cái kính này ngầu quá mọi người ạ. Đấy, các anh chị có thể lên trên này các anh chị chọn filter nhá. Nhưng mà em thì em không thích những cái hình ảnh kiểu kiểu đại loại là như này, tức là tóm lại theo gu của mỗi người. Còn đâu filter thì các anh chị lựa chọn nhé, lựa chọn cái filter nào. Em thì đang tây filter này em thấy là khá là được, nhưng mà nó lại còn có chữ, nên là nhiều khi ví dụ như mình muốn đưa sản phẩm này là nó sẽ không bao quát được hết chẳng hạn đó đúng không, không thể bao quát được hết. Ok mọi người, vào nào chọn đi, em không thích dùng filter đúng không, vào nào chọn em đây chị ạ. Chị vẫn vào cái biểu tượng ngôi sao này này, vẫn vào biểu tượng ngôi sao góc phải góc trái màn hình như lúc đầu em chỉ ấy đấy. Sau đó các anh chị chọn kéo xuống đây chọn filter. Ừ đấy, mấy chú chó con đáng yêu không các anh chị. Ờ, tùy mỗi người, tùy gu của mỗi người, có anh chị thích chọn filter của anh chị không, nhưng mà em thì em không thích, bởi vì là khi mà filter lên cái hình ảnh tự nhiên những cái ví dụ như cái đường diềm của mấy con chó con này nó lại chiếm của mình này, hay là đây là cái gì đây. Em cũng không thử đâu, lâu lắm là em không thử cái filter của Facebook nên em cũng không biết là nó là cái gì đấy.
Đấy, những cái hình. Đấy, ví dụ thế, nhiều filter chẳng hạn đây, hay filter chữ này chẳng hạn đây. Đấy, nhiều anh chị đang dùng filter chữ này nhưng mà thực ra là nó, em thấy nó hơi vướng với mọi người. Cái này thì các anh chị nha, mọi người lựa chọn theo sở thích của mình nhé, cứ làm xong ngồi vướng ấy. Ê, còn đâu em sẽ hướng dẫn cái phần mềm Prism như này. Anh chị có quan tâm đến phần mềm Prism không? Để em hướng dẫn là hay là để hôm tới. Có à. Đây mọi người tải giúp cho em cái Prism này nhá. Cái Prism này mọi người. Đây này, cái biểu tượng tam giác này này, các anh chị tải giúp về cho em. Cái này thì nó rất là đẹp, nó đẹp hơn và nó thật hơn. Hiện tại thì trên Mon, Rocky Mon đang livestream bằng cái này, tôi tự nhiên là à, bởi vì em đang vào quay nên là nó đang không, nó em đang vào Zoom, từ từ để em không, cái này dùng trên điện thoại chị ạ. Chắc là em đang vào Zoom nên là nó không cho, nó không cho hình đấy, nó không cho hình đấy mọi người. Nhưng mà khi mà các anh chị like trên phần mềm thì các anh chị có thể chọn được rất là nhiều những cái công cụ của nó. Lựa chọn ảnh này. Đấy. Sau đó đưa vào này. Đây ví dụ như đây này. Hoặc là em like cho bên tảo chẳng hạn nên nó sẽ có. Nó bị qua. Chị cũng tải app này nhưng cũng hơi ảo. Không, cái Prism không ảo. Cái Prism nó rất là nét. Nó sáng, nó ra nó thật tự nhiên. Còn đâu là em thấy là cái phần mềm khác nó mới ảo, còn đâu là Prism này thì không bị ảo, nó sáng hơn, nó sáng ra, nó là thật nhất đấy. Anh chị có câu hỏi nào mọi người tương tác lên trên nhóm nhé, tải về điện thoại. Vâng ạ, tải về điện thoại nhé. Liên kết dùng thế nào vậy? Đây ạ, em sẽ hướng dẫn mọi người cái phần liên kết dùng này. Anh chị này lưu ý là dùng livestream ra thì dùng trên máy tính, Prism là dùng trên điện thoại nhá. Đấy phần mềm đen đen này này, tam giác này mọi người. Đen đen tam giác này là sẽ dùng trên điện thoại này. Dạ, chúng ta sẽ vào phần này. Liên kết này em sẽ hướng dẫn mọi người liên kết coi như là các anh chị vẫn đang nhìn thấy mặt em trong này nhá, bởi vì là đang vào Zoom nên nó sẽ không có khuôn mặt của em ở đây. Các anh chị lưu ý này, các anh chị bấm vào chữ ready này. Đúng không? Các anh chị bấm vào chữ kênh của tôi này. Đấy, kết nối này thì các anh chị kết nối với Facebook của mình vào đây, bấm thêm nền tảng các anh chị thích nhé. Thích cái nền tảng nào thì các anh chị chọn, lựa chọn nó đây nhá. Các anh chị nhá, chúng ta thao tác thì em hướng dẫn như các anh chị thao tác, các anh chị làm vướng đâu mình hỏi. Phải thao tác thì chúng ta mới vỡ ra được, còn không vỡ, không làm thì không vỡ ra được. Đúng không ạ? Úi giời, đã 2 giờ kém rồi, nhanh quá. Phần đã kết nối nhá, em vào phần Facebook rồi nhá. Ôi, nó cứ bị đẩy em ra này. Mọi người cho em một lát, em vào lại. Vâng, lại ạ. Tại vì em bị đẩy ra. Anh chị chờ một lát. Đây nha mọi người, Prism này. Đúng không ạ? Đây, anh chị khi mà đã kết nối được Facebook giống như em này, bấm vào Facebook này. Sau đó bấm vào này, khi mà các anh chị bấm vào nha, bấm vào kênh của tôi, bấm vào tên Facebook này, các anh chị giúp cho em này. Các anh chị hãy hãy bập vào đây, đó chính là tiêu đề. Tiêu đề đó chính là sản phẩm xanh này. Cùng Econova đi. Em lấy ví dụ thế. Econova. Đấy, xong lưu. Xong các anh chị bấm vào cái biểu tượng mũi tên, à đâu, biểu tượng sọc sọc ở dưới. Dấu x ở dưới đi. Xong rồi khi mà các anh chị like nha, các anh chị bấm chữ go like. Go like này có nghĩa rằng mình bắt đầu phát trên Facebook rồi. Phát trên Facebook rồi mọi người nhá. Và có một cái điểm hạn chế của Prism này đó chính là các anh chị không quen thì chúng ta sẽ không khó đọc cái comment và tương tác của mọi người. Có một cái điểm hạn chế của nó là vậy, và có những lúc thời điểm là nó cũng bị hạn chế, nó không cho dùng, nên là dùng phần mềm là xác định là chúng ta đang đi chơi trên sân của người khác thôi mọi người nhá, nên là các anh chị hãy chủ động có một số cái phần mềm để chúng ta live stream là như vậy, tuy nhiên là chúng ta sẽ không không bị động cái việc đó. Ok cho các anh chị đoạn này ok không, có cần em hỗ trợ lại không để đi vào kịch bản một tí? Thế clip trực tiếp trên Facebook là tốt nhất nhỉ? Em thì thực ra là em vẫn ủng hộ cái clip trực tiếp ấy. Còn chúng ta có thể dùng Prism này cũng được. Prism này. Ok, đúng không ạ? Prism này cũng hay. Em thì em like trên Mon thì em sẽ dùng Prism hoặc là OBS. Đấy, mình muốn kết thúc like không hiện logo của
PM này thì làm sao Hương và như thế nào, phần mềm á? À không chị ơi, cái like Prism này thì lên á, nó không hiện phần mềm nhá, không hiện tên Prism, chỉ có duy nhất đó là thằng livestream ra là nó đang thể hiện, nó đang tự đấy thôi. Còn nếu như các anh chị muốn thì chắc là phải dùng bản Pro lên ấy, thì chúng ta mới có thể là chúng ta đưa được cái, cắt được cái hình ảnh đến phần cuối go live, đúng không? Go live là ok chị nhá. Muốn đưa hình ảnh lên thì làm thế nào? Đưa hình ảnh lên á chị, đưa hình ảnh lên thì đối với cái phần mềm Prism này thì nó sẽ có cái phần này đấy các chị. Nhưng mà lưu ý nha mọi người nhá, đưa hình ảnh làm sao cho nó đưa nó điều phối nó đúng, tại vì khi mà các anh chị ngồi này, các anh chị hình dung này, khuôn mặt chúng ta ngồi live, nếu chúng ta không biết chúng ta vô hình, chúng ta chèn cái hình ảnh nó bập ngay vào cái đúng cái mặt của chúng ta, chẳng hạn em lấy có nhiều anh chị rồi, có nhiều anh chị rồi like chẳng hạn, đưa hình ảnh mọi người hình dung không, mọi người hình dung em sẽ tắt, mọi người hình dung là đưa hình ảnh này, các anh chị nhìn em này, đưa hình ảnh này, nhưng nó lại làm sao, nó lại đưa lên cái phần trên trán của mình, ngay cái ngang cái phần tầm trán của mình đây, nó cắt đi mình lại còn mỗi cái phần mặt ở dưới này. Tức là chúng ta chọn hình ảnh, thứ nhất là nó phải đưa vào khéo léo, thứ hai nó phải phù hợp, để tránh làm sao cái việc mình nói và người ta nhìn không bị phản cảm. Mặc dù nó có điểm lợi thế là khách hàng nhìn thấy, nhưng nó phải mang tính chất phù hợp anh chị ạ, chứ không phải đưa dối hình ảnh vào xong rồi nó sẽ làm bản thân chúng ta dối, đúng mọi người. Ok các anh chị, bởi vì hôm nay là cũng khá là muộn, hơi bị muộn nhiều mọi người. Các anh chị cảm thấy hôm nay học được nhiều điều, ta ứng dụng nha, các anh chị ứng dụng nha. Đây, khi vào Prism các anh chị muốn lấy hình ảnh ấy, các anh chị vui lòng này, các anh chị vào cái phần media, nó sẽ có phần kéo sang bên phải này, media này, playlist này, văn bản này, các phần này các anh chị có thể đưa video hình ảnh của mình đều được. Nếu như các anh chị muốn đưa media, các anh chị bấm vào đây, các anh chị chọn video hình ảnh, các anh chị lấy thêm, ví dụ như đây chẳng hạn, em sẽ lấy hình ảnh có sẵn chẳng hạn, em lấy ví dụ tạo cho chẳng hạn, đây các anh chị chọn tạo đấy, khi mà nói xong là chúng ta sẽ đưa sản phẩm tạo lên trên trước màn hình như thế này, còn đông người vẫn là ở đây, anh chị đồng ý không ạ? Ok, đấy là phần hình ảnh nha, mày mò ra ngoài vướng chỗ nào thì em sẽ hỗ trợ các anh chị cho nó dễ và chủ động, đúng anh chị ơi. Còn về kịch bản ngày hôm nay thì em có một cái phần kịch bản như này cho tới tất cả anh chị, là mọi người có thể tham khảo, mọi người có thể tham khảo này. Đây thì cái phần kịch bản này đây, mở đầu đây này, mở đầu cái lời chào mọi người, mục đích của buổi livestream đây đấy, sẽ tạo hứng khởi cho mọi người với câu chuyện thương hiệu, rồi chúng ta sẽ làm demo trên đó, thông báo khuyến mại. Đây nội dung cái phần này em sẽ có, em gửi cho mọi người. Và tất cả những cái buổi ngày hôm nay mà mọi người được học ạ, và em rất là mong muốn là các anh chị ứng dụng vào, em sẽ gửi lên trên nhóm ngay sau đây. Và em rất là mong là ngày hôm nay chúng ta ngồi đến nhau, bây giờ đã là 2 giờ kém rồi, cũng đâu đó là gần 2 giờ đồng hồ với các anh chị, thì cái việc mà em chia sẻ với các anh chị ạ sẽ là có ích, và các anh chị hãy là người hành động trong cái buổi livestream đó, và cam kết đúng không ạ, các anh chị hãy xác định đó là làm vì mình, hãy đặt mục tiêu của bản thân mình, xác định giúp nhà mục tiêu của mình là gì, hãy ghi ra và hãy thực hiện cái mục tiêu đó, bởi vì khi mà mình thực hiện và mình cam kết là mình đã tốt hơn rồi. Các anh chị làm tốt buổi này đi, các anh chị thực hành kỹ thuật ngày hôm nay đi, sau đó là buổi hôm sau là chúng ta sẽ hoàn toàn 100% là thực chiến với mọi người nha, lúc đó em sẽ không dạy kỹ thuật nữa, em sẽ không dạy kỹ thuật, em cũng không dạy kỹ năng nữa, mà lúc đó là em sẽ đi vào thực chiến, các anh chị đồng ý không ạ? Và em sẽ có rất là nhiều những cái phần vào buổi tiếp theo, và nhận được các anh chị sẽ là những người mà em sẽ có những cái hình ảnh ở trong đó, và hy vọng đó là hiện tại là 70 các anh chị đúng không ạ, chúng ta sẽ là những người cam kết và ra đơn, như đồng thời là livestream chiến thần, livestream đúng không ạ, livestream cùng với Econova. Chị chưa cài đặt em, chị My ơi, chị My Ngọc vào trong nhóm, sau đó là vướng chỗ nào các anh chị ơi nhá, vướng chỗ nào về kỹ thuật nhắn lên trên nhóm em sẽ hỗ trợ đúng không ạ, các anh chị muốn livestream phần mềm nào thì nhắn em sẽ hỗ trợ, để các anh chị có thể là có được cái phần kỹ thuật đó, và đồng thời là chúng ta sẽ có kịch bản, chúng ta sẽ có USP sản phẩm, các anh chị sẽ vào nhóm và chúng ta sẽ tham gia, và cần hỗ trợ phần nào thì các anh chị nhắn trên nhóm, cũng như là các anh chị hãy tập duyệt, mỗi một lần của chúng ta sẽ tốt hơn. Em nói hay lắm mà không biết mình có làm được không nữa. Em nói hay lắm mà không biết mình có làm được không nữa. Giờ đã thấy run và hồi hộp rồi. Không, em nói là các chị này, không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ bản thân từ mình đang nghĩ ra, đang tưởng tượng ra. Và thật sự với nói với các chị đó là em đang hôm nay là sức khỏe của em không hề tốt một chút nào hết cả. Nhưng khi mà ngồi đây với các anh chị ạ, làm dốc tất cả những trái tim của mình,
tất cả những điều mà em được học và em được hiểu và chính những cái gì bản thân em trải nghiệm ra, em mong muốn là các anh chị sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian. Nếu như các anh chị ngày hôm nay chúng ta bán hàng mà không livestream thì vui lòng giúp cho em chia sẻ với các anh chị rất là thật lòng, đó là AI đang rất là phát triển và AI nó sẽ thể thay thế, có thể thay thế bằng việc em đang nói này. Mà mình không, bây giờ mình không nói để mình có thể sau này mình sử dụng công cụ đó làm cái bài livestream của mình thì các anh chị đã bị thua rồi. Và kinh doanh bây giờ chúng ta phải nắm bắt xu thế. Và tại sao năm 2024 này, tại sao tốc chiến này, Robby tập trung vào livestream, đúng không ạ? Nhà cung cấp tập trung vào livestream bởi vì đó chính là cái kỹ năng đang được phát triển mạnh mẽ nhất. Các anh chị có đang bán gì thì chúng ta cũng phải livestream, đúng không? Và tập trung vào Econova để giúp cho các anh chị nâng cao được cái kỹ năng đó. Và một lần nữa là chúc tất cả các anh chị ngày hôm nay chúng ta có mặt trong buổi đào tạo buổi thứ hai trong chuỗi tìm kiếm chiến thần livestream cùng Econova ngày hôm nay, các anh chị sẽ có được những cái thành tích rất là lớn, các anh chị sẽ dám hành động, các anh chị sẽ cam kết, các anh chị sẽ bứt phá và em sẽ là người mong muốn nhìn được những cái gọi là thành quả của các anh chị, những người chị làm kế toán giống như em ngày xưa không dám bật livestream, không dám mở bản thân mình ra thì các anh chị dám hơn, và những anh chị ngày hôm nay chúng ta chưa từng nói hay thì chúng ta cũng sẽ dám để chúng ta nói hay hơn, đúng không ạ? Hãy làm mỗi ngày bởi vì không có kết quả nếu như chúng ta không hành động, và chỉ có kết quả thì bằng cách đó chúng ta hành động. Và bao nhiêu các anh chị mong muốn rằng tôi sẽ có kết quả cùng với đợt thi này thì chúng ta hãy cố gắng và nỗ lực lên nhá, bởi vì các anh chị là những người có thể nói là đã trải qua rất là nhiều những cái điều trong cuộc sống rồi và mọi người sẽ có rất là nhiều kỹ năng ở trong đó, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải kết hợp, chúng ta sẽ cần phải học hỏi và chúng ta sẽ cần phải thực hành, bởi vì thực hành mới tạo ra kết quả được. Và rất là mong các anh chị ngày hôm nay chúng ta sẽ có được kết quả rất là thắng lợi nha, rất là thành công cùng với Econova, và đặc biệt là các anh chị sẽ có được một cái buổi là hỗ trợ cùng với em ngày hôm nay, các anh chị sẽ nhận được những cái giá trị rất là tuyệt vời, và một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị thật sự là rất là nhiều ấy. Nếu như không cúm mà chắc là năng lượng hơn nữa đấy, nhưng hôm nay hơi cúm nên hơi đuối các anh chị ạ. Đúng không ạ? Vẫn ok đúng không mọi người, vẫn ok đúng không ạ? Các anh chị nhá, cam kết và hãy anh chị vào nhóm của Phú Thái để chúng ta sẽ cùng cùng với Phú Thái để có thể là tạo nên một cái chiến dịch chiến thần livestream, và hãy làm vì mình, hãy cam kết vì mình, mục tiêu về bản thân mình, hãy tốt hơn ngày hôm qua 1%, đó chính là thành công của bản thân mình rồi, và 365 ngày các anh chị sẽ đạt được rất là nhiều những kết quả, và cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Em trêu chồng em bảo là hôm nay em lại được làm cô giáo vì lên Zoom là mọi người hay cho em một cái tên tiêu đề thế, nhưng rất là cảm ơn các anh chị nhá. Mọi người ơi, hãy hành động vì bản thân mình chứ chẳng vì ai cả, cuộc đời này chỉ có bản thân chúng ta mới là người sẽ giúp chính mình mà thôi, đúng không mọi người? Và chúc tất cả anh chị sẽ tự tin hơn, năng lượng hơn và hãy thật sự là cam kết với chính bản thân mình. Các anh chị ạ, hẹn gặp lại các anh chị vào buổi thứ ba tuần tới nhé mọi người nhé. Đúng không? Cảm ơn anh chị nhiều, cảm ơn Phú Thái. Chúc mọi người sẽ có một buổi chiều bão đơn, và các anh chị em mong muốn là nhận được rằng là sau hôm nay thì anh hay chị là dám livestream rồi, Hương hay tất cả mọi người vào tương tác, các anh chị cùng vào nhóm để cùng tương tác cùng với nhau đúng không ạ? Mọi người nha, hẹn gặp lại các anh chị sau các buổi Zoom tiếp theo. Cảm ơn các chị luôn luôn đồng hành cùng với Phú Thái rất là nhiều. Tốc chiến 2024 Phú Thái có gì? Đến với Phú Thái, đến với du lịch nghỉ dưỡng Bali. Hãy cùng chúng tôi khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng tại đây. Khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống. Tận hưởng không gian thư thái với vẻ đẹp thiên nhiên. Thưởng thức các món ăn mang đậm nét Indonesia. Ngoài ra, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác đang chờ bạn. Tiền mặt và một năm sử dụng sản phẩm Phú Thái miễn phí. Hãy cùng Phú Thái phá đảo vùng đất Bali xinh đẹp và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Phú Thái đã sẵn sàng cho cuộc đua. Còn bạn thì sao? Tốc chiến 2024 Phú Thái có gì? Đến với Phú Thái, đến với du lịch nghỉ dưỡng Bali. Hãy cùng chúng tôi khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng tại đây.